Ok, đây là vô cái chỗ cơ xưởng của anh Thanh đây, TSR. Đó, nhân viên mình người Việt Nam không đó. Thấy không? Tất cả những cái trailer đó, những cái thùng lớn là những cái xe kéo để chở đồ đi để mà làm. Ok. Anh Thanh đây đó là một trong những người có thể nói là gần sát với chùa rất nhiều. Anh là người Việt Nam, anh có một cái công ty rất lớn làm cho người Mỹ nha. Và ở trong chùa đó, khi mình đến trong cái thiền viện Minh Đăng Quang, trong những lần mà show đó hay là có lễ hội, mình thấy những cái tấm thảm mà rất đẹp, rất sạch, dày, trải dưới đất, trên cỏ luôn để cho người ta đi. Rồi những cái booth, những cái chỗ gian hàng là do anh kiến trúc nên. Cho nên cái đó mà nếu mà thật sự mà tính bằng tiền đó, nhiều lắm, tính không nổi, không dám làm. Nhưng mà vào chỗ thiền viện Minh Đăng Quang, mình bước đi trên những cái vùng đất sình dơ mà đi trên thảm luôn, sạch luôn, là nhờ anh Thanh đây. Anh không có làm ăn với trong người Việt mình, cho nên đi đến nói rằng để thu hình cơ sở, anh không cần, đâu cần quảng cáo đâu, với anh cũng không cho muốn cho biết. Tại vì anh làm ngay cả trong G8 là nơi mà có cuộc họp của 8 nước đó, ảnh là cái người đến để mà làm trải thảm, làm những cái chỗ cho người ta. Và có lần ngay cả tổng thống Barack Obama hay tổng thống George Bush là những cái nơi mà ảnh làm như vậy đó. Thành ra có thể nói cái cơ sở lớn vô cùng mà người Việt Nam mình hình như không có ai biết. Hôm nay đến là đến thăm, trong cái tình nghĩa anh đến với đối với thiền viện Minh Quang, và riêng đối với Việt Thảo giống như anh em vậy. Cho nên có một điều bây giờ không biết là ảnh có cho mình quay hay không. Ảnh thì ảnh không chịu rồi. Đây là quay đại, rồi vô tìm cách thuyết phục để làm sao ảnh cho mình quay, để nhằm giới thiệu với cộng đồng người Việt, không phải để vấn đề làm ăn thương mại, mà cho chúng ta có thêm một cái sự hiểu biết hay kiến thức về những cái sự thành công của người Việt Nam ở tại Atlanta, Georgia. Dạ, cứ dục này, chạy đi, chạy đi thì bước ra, bỏ không quay thì bỏ không quay, bỏ đi ra ngoài, đi ra ngoài, không vụ, bây giờ không quay thì không quay, bây giờ là không quay thì cắt bỏ. Ok anh Thanh. Tại vì thầy nói rằng phải đi ra đây rồi chào rồi mới. Ủa đâu có, tại cái đặc sự cái chuyện là nghe luôn rồi. Rồi, nè mở trong đây nhiều lắm. Bây giờ em mở đây nè, em mở đây nè. Tại vì trong lúc nào đó em cũng nhớ anh nhỏ tuổi nghe em hết. Cho mượn cái ID lại, cho mượn ID lại. Nó có hai loại. Thầy, để. Mày quay đàng hoàng đừng có sợ chứ, em quay. Không phải quay cá nhân như nhà, quay máy quay đàng hoàng. Còn nó cắt bỏ cái râu của em đâu mà gốc mà mày đặt để râu. Hình đâu phải của anh đâu. Cái đâu có người khác mà cái này đâu phải anh đâu. Cái râu không bằng gốc mày đặt để râu. Nhưng cái này đâu phải anh. Này giờ không có, này đâu phải anh. Đâu phải anh đâu. Không, nhưng cái hình nó nhỏ phải không? Đó. Này là ngày thứ nhì đặt chân nước Mỹ. À. Như anh sinh 1950. Anh Thanh lớn hơn Việt Thảo không? Bây giờ nào không có đưa giấy tờ đó, không có, để Thảo nói chuyện thôi. Nghe này, né gì? Không có quay này, cắt cái đi vô. Cắt cái đi vô. À, như vậy bây giờ bữa nay chính thức là anh Thanh đó sinh năm 1950, lớn hơn Việt Thảo 4 tuổi, mà hồi đó giờ cứ tưởng ông em mình không à. Tại tánh tình ông cứ lý lắc hoài. Rồi anh, quyết định vậy. Bây giờ nè, em trình bày rõ ràng ha, không đồng ý là không quay, ở đây nói rất rõ luôn. Em có nói rất rõ đó, anh không có làm ăn với người Việt. Không, đúng rồi. Rồi. Cái thứ hai đó là mình không cần quảng cáo cái cơ sở. Đứng đây làm không, gì nói vậy? Đừng à. Nghe nè, không cần. Vấn đề quảng cáo thì mình không phải là không cần quảng cáo. Nhưng mà cái chuyện, ví dụ, mình không muốn cái điều gì hết. Thì bởi khoan để em nói chuyện đàng hoàng đi, đừng cái đi. Không, em nói chuyện rõ ràng. Em nói chuyện rõ ràng, danh chánh. Đây nè, nghe nè. Biết. Anh không muốn được. Biết, nhìn thế này nè. Cái gì mình không muốn quay, mình không quay. Cái chỗ nào không cần quay, không quay. Nhưng em chỉ muốn qua cái này đó cho người Việt Nam mình thấy rằng nó còn nhiều cái cơ hội để làm ăn cho người Việt, sự thành công của người Việt, để cho người Việt mình hãnh diện một điều, người Việt mình thành công khắp nơi trên thế giới. Ngay cái ngành nghề này đó nhiều người không bao giờ nghĩ, chính em, chính Việt Thảo lần đầu tiên trong cuộc đời gặp anh Thanh không nghĩ rằng người Việt Nam mình có thể làm cái ngành này.
không có bao giờ. Mà khi cái này nếu Việt Thảo đưa ra cho người Việt mình coi đó, họ không biết, trời trời, không không thể tưởng tượng được Việt Nam mình làm cái ngành này. Nhưng mà người ta cũng không tin cái điều đó. Ủa tin gì, người ta nhìn người ta thấy, người ta biết nè, đây là cơ sở nè, đây là thảm nè, đây là máy in nè, thí dụ như vậy biết. Mà cách giải thích của em người ta hiểu. Bây giờ có thể người ta không thấy được cái chỗ mà anh làm cho GA chẳng hạn, người ta chưa thấy. Người ta không thấy anh làm một cái nơi mà trị giá bạc triệu, chưa thấy. Nhưng người ta biết rằng mình có cái ngành nghề trải thảm ở những cái nơi mà tổng thống tới, ở những nơi mà hội nghị GA của thế giới. Anh thấy không? Mà nơi đó không ai vào được, FBI không cho vô, mà mình vô được. Thì cái đó là cái hạnh diện. Mà em rất hạnh diện để giới thiệu mọi người thấy là em có một thằng anh ngon lành. Thằng anh, ông anh mình bằng thằng đi cơ, đi em. Không sao, những cái này không có chết đây mà. Rồi còn cái show này là cái show dài của anh mà mới vừa chấm dứt. Show dài là sao, show dài là sao? Show, tất cả show của toàn thế giới. À, là bao nhiêu bút hả, bao nhiêu bút hả? Anh bill gần cả ngàn bút này. Mà người ta trưng bày dài không? Thì cái show đó ở đâu? Show đó ở đâu? Ở trên khớp bên đây, ở đây nè. À, Atlanta luôn. Nó mới vừa chấm dứt nè. Thì anh bill gần cả ngàn cái bút mà như thế này đó, để cho khách hàng của toàn thế giới mà người ta bán dài đó, cho bắt đầu vô chân này nọ kia để mà quảng cáo dài của toàn thế giới. Có cần đến gần không? Đến cho thấy rõ ràng nha, quay đàng hoàng chứ không có gì hết trơn, không có lén. À, đây Việt Thảo nói rõ, đây chẳng hạn như đây là một cái bút, một cái để chỗ để mà trưng bày dài. Nhưng mà nếu mà nói rằng anh bill một cái này để dài thôi thì cười chết luôn đó, ai làm được. Hàng ngàn cái như thế này cho giày tập trung trên toàn thế giới về để triển lãm ở tại Atlanta. Cả ngàn cái bút giống như thế này, mỗi một cái bút có thể là đại diện cho một hãng giày. Nhá. Đó, phải build cái bút lên mà đâu phải trong một cái arena hay convention center. Đâu phải ở dưới lúc một cái thảm đâu, là xi măng. Xe chạy vô, xe truck chạy vô để lốt hàng. Và ảnh là cái người phụ trách trải thảm toàn bộ khu vực đó luôn. Đồng ý không? Quá đã luôn. Bây giờ lên dạ. Lên văn phòng hay là đâu? Không, bây giờ đi vòng vòng coi cơ xưởng trời. Quyết định vậy. Nhưng mà đừng có rầm beng vậy. Không phải, không có rầm beng. Không phải. Anh, tại sao mà ông thầy, ông mời người ta vô chùa? Muốn người ta vô chùa để người ta có cái hướng đi tốt. Mình giới thiệu cho mọi người thấy cái sự, không phải thành công quá để làm gì. Người ta thấy có một cái ngành nghề mà quá dữ dội như thế này. Thấy cơ xưởng dễ sợ không? Đó. Muốn mà làm những cái chỗ văn phòng trải thảm lót bút gì đó không cần biết, phải có những cái dụng cụ để làm, thì đây là chỗ chứa dụng cụ không. Bây giờ thí dụ ở đây là Atlanta mà muốn xây dựng một cái nơi ở tại Thái Lan, mình phải qua bên đó để làm, không đơn giản. Đây là cái hello chào em, tắt nhạc luôn, tắt nhạc luôn được không, tắt luôn, chào em. Cái này là cái show của anh sắp sửa đi xuống dưới cái mô đập bít. À hả? Cái quảng cáo trong đề xăng tổ này mà kia. Thứ tất cả cái này là một cái in lên cho người ta để làm show. Đây. Đây là cái show entrance, là cái đường vào The Real Big Expo về xăng dầu, triển lãm ở Florida hả anh? Ở mô đập bít. Ở North Carolina. Đó, cái show này ở North Carolina. Thì ở đây là Atlanta. Mình phải chở hết tất cả đồ lên đó để mình dựng cho người ta. Mà bây giờ đó những cái bản này ở đâu ra, mình in luôn, in tại chỗ luôn. Mà in thường tao nó in trên giấy gì này, in trên cái tấm bản lớn, in trên cả một cái vách tường được. In bằng cách nào? Đây máy in bên này, thấy dàn in không? Đó, thấy cái máy in không? Đây bắt đầu chạy, cho chạy hồi đó đến bây giờ đó. Mình cứ nghĩ là in là in trên giấy báo là lớn lắm rồi, phải không? Hoặc là bây giờ đó mình thấy tấm bự là chắc in nhiều tấm nhỏ dán, không, in tấm lớn luôn. Đây là in mà in trên cạc tông, in trên gỗ. Dữ dội quá. Sử dụng hệ thống computer hết. Hồi xưa in phải máy chạy cà xin, cà xin, cà xin, in mực. Em quên vào hồ sơ mình quẹt tay nhớ không? Dạ. Ở trong trường
tượng á, làm mà lại đây, có giỏi lại đây đứng đó chơi. Security camera à, nó sẽ tắt máy, đúng đúng, mình không cho vô, đúng. Security camera on what premises, yep. Ồ, vấn đề in xong rồi làm sao? Nó tự đưa ra hay sao? Đem qua kia mình cắt ra, nó ra thành phẩm. Qua cắt luôn nha, qua cắt luôn nha. Dạ. Cái này là khâu cắt phải không? Chà, cắt làm sao đây? Cắt rồi. Bây giờ cắt cái mới đây, cắt cái mới. Cái đó là những cái ao size ở trên cái show, nó có nhiều ao, thí dụ ao 100, ao 200, ao 300, ao 400. Mà để tới ao 900 rồi. Không á. Để treo cao vậy nè. Dạ. Rồi cái khách hàng người ta vô, người ta nhìn cái ao. Cái số bút của em là 215 đi. Dạ. À, em đi trên cái ao 200 là em sẽ tìm được cái số bút em là 215 cách thức. Rất là dễ dàng. Đó là cái trời ơi trời. Vậy cái này để ngón tay vô cắt nó có đứt không? Không đứt, để chú cứ để thử đi, còn thử không đứt. Nó chỉ đứt phong kho thì ngón tay nó không có đứt. Hả? Dạ. Thiệt hả? Dạ. Bỏ cứ bỏ thử vô rồi. À dù xưa. Dạ này. Thiệt không? Hàng này đặc biệt nó chế cho đứt cái loại này thôi, chứ ngón tay hay da thịt nó không có đứt. Nó chỉ lìa ra thôi chứ không có đứt. Mặt này đi diễn hài được rồi đó. Cái đó thì mình có nặng không? Dạ thì thử cái cái thử ra coi cái cho chứ. Chà, anh Thanh ơi. Không làm MC nữa, qua đây cắt bo nha. Từ đó là mà lấy nhà luôn thiệt đi. Rồi, cắm đâu? Nhận này xuống, cái lưỡi dao đi xuống. Mình nhận xuống để cho cái lưỡi dao nó xuống là bắt đầu đẩy thôi. Chơi lên phải đẩy mạnh phải không? Dùng sức chút. Ngược tay rồi. Đứng ngược bên. Không, tại đứng bên nó kẹt bên này luôn nè. Trời ơi. Ô, phải nhận xuống rồi, bây giờ kéo ngược lại hay sao? Khoan, làm lại. Đang cho lấy tấm mới đi. Rồi. Chà, cắt này hư của ta rồi. Thì đó, nào con sửa lại. Sao? Để cho tấm mới. The Real Big Expo. Ở đây là số 900. 900 có nghĩa là cái aisle 900. Cái chỗ đèo 900 gì mình thấy ít nhất cái chỗ này phải là 900 chỗ luôn đó. Rồi, để lên. Cái này là treo lên cao không, để cho các xem gì? Có thể bỏ mấy cái lỗ như bên đó vậy đó, mình bỏ hai cái lỗ để treo lên cái Nó có cái lỗ luôn. Rồi bây giờ bỏ lên cắt nè. Thì giờ chưa bỏ lên. Dạ chút xíu mà cái đó. Đút vô hay sao? Dạ. Chưa bỏ vô cho nó đi thì cái ngắm giờ cho nó bằng cái lằn của nó. Thôi em đo giùm đi, để em đo không trúng cái nó kỳ lắm ạ. Xuống phải không? Dạ, hạ xuống, hạ về bên trước, đẩy lên trước lại hạ xuống. Ồ, nó chưa. Rồi. Được chưa? Xuống chưa? Dạ. Đè sát xuống à? Dạ, sát xuống. Đi mạnh nha. Dạ. À! Yes! I did it. Cảm ơn. Xong cái bảng này rồi đó, là mình phải đóng hai cái lỗ. Đây, làm hai cái lỗ để treo nó lên. Đây là số 200. Đó, nó có hai cái lỗ mình móc treo lên cao để cho khách khi người ta đến người ta thấy cái bảng người ta mới đi vô. Yep. Hay. Cái đó là thay lỗ, còn nếu cái thay mà đẩy dưới thì nó có cái để à. Bỏ dưới. Dù như đây là cái chân mình xài cho giống như là cái chân thôi. À. Dạ. Yeah. À, còn sai này là để dưới đất nè, dựng lên luôn, coi. Hay. Rồi, đây là một cái show khác đó, Orlando. Orlando là Florida đó. Đây là một cái show khác. Để dưới chân. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Tên em tên gì? Dạ, con tên Hiền. Nè, manager warehouse của anh. TSA phong, có cái gì, tên gì? Của mình. Ê, tên gì đây? Tuấn. Đây là Tuấn, là manager. Là coi người như là thay thế anh Thanh hay là hai đứa con của anh phải không?
bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu là điều động hết toàn bộ. Mình có bao nhiêu nhân viên em? Tùy lúc phải không? Thí dụ bây giờ một cái show lớn cần đông thì bao nhiêu? Khoảng 40. Cái show dài là 8 hàng vậy. 40 nếu mà còn đi show là... Ông chủ này, bởi vì ông chủ này ông cực khổ lắm. Đã có manager, ông cứ nhảy vô làm tiếp hoài hả? Phải. Như vậy có show. Em chỉ có vòng vòng trong hãng thôi, thì cao điểm lên khoảng 40-42 người. Còn chuyện đi show á là cô chú lo. Dạ, kỳ rồi là chú nói tới 80 mấy người đó. 80 mấy người, tức là ở trên show. Dạ. Cần khoảng 80 mấy người. Nhưng mà trong hãng lúc nào cũng 40 mấy người. Trong hãng thì bình thường khoảng 20 người. Còn lúc mà cao điểm thì mình gọi người, mấy cái người show mà người ta không có show, đi show người ta vô đi người ta làm. Trong này đó, cái warehouse rất là lớn, chứa những cái vật dụng để mà mình đi làm show. Show ở đây tức là không phải show ca nhạc mà là cũng gọi là show, tức là mình thiết kế những cái phòng, design, ốc, trải thảm, design, thiết kế luôn. À, cái hay ở chỗ là mình design, mình thiết kế luôn. Người ta chỉ cần cho biết người ta cần cái chỗ trưng bày, triển lãm vậy là mình design cho người ta những cái chỗ để mà người ta để đồ luôn. Người ta muốn cái gì thì mình theo cái đó, mình vẽ ra cho người ta. Thí dụ, người ta nói rằng bây giờ tôi muốn ở đây đó những bức tranh này phải có đèn đánh hang, hay là những cái bình đèn rọi như thế nào. Người ta ghi ra hết là mình cứ theo đó mình thiết kế mình làm. Rồi người ta giống như cái xe năm 2015 nó ra thì nó đưa cho mình chiếc xe. Thì nó nói mình chiếc xe đó mình muốn để lên trên, họ muốn để lên trên một cái kệ hay một cái stay hay là một cái vòng xoay gì đó thì thiết kế mình làm cho nó. Chẳng hạn bây giờ chiếc xe thay vì để đất ta nó muốn để trên vòng để nó quay vòng là mình cũng phải làm thử với ta. Wow, dễ sợ thiệt. Bây giờ như vậy là nếu ở nước ngoài mời mình có đi không? Hình như đó từng làm ở Thái Lan rồi phải không? Thái Lan, Bahamas, Ucha, Puerto Rico. Dạ, thấy chưa? Cho thấy rằng đâu phải mình không có đơn giản đâu. Mình đi đến những cái showroom, nó gọi là showroom. Thí dụ Las Vegas hay là ở những cái chỗ hội nghị lớn mà mình thấy lót thảm đẹp, hay là phòng ốc chỗ trưng bày, triển lãm, tranh ảnh đủ chuyện hết, hay là chỗ những cái đồ vật quý giá cả hàng trăm ngàn đô la hay hàng triệu đô la, thì những cái thiết kế đó từ đâu ra? Phải có những cái bộ phận hay những công ty thiết kế giống như thế này. Mà đây là cái công ty của người Việt Nam mình làm chủ, mà làm cho ngoại quốc. Thành ra Việt Thảo đến đây, vấn đề là vận động cũng như cảm ơn. Đương nhiên anh Thanh sẽ là một trong những người mình mời, giấy mời để đến tham dự cái đại lễ Phật Ngọc được cung nghinh về cho Thiền Viện Minh Đăng Quang. Nhưng qua đây mình muốn giới thiệu cái cơ sở này không phải là để có khách hàng cho cơ sở, mà để cho người Việt Nam chúng ta có thêm kiến thức về những cái ngành nghề của người Việt Nam hiện giờ tại Hoa Kỳ. Đúng. Cảm ơn em rất nhiều. Cái chỗ này gọi là graphic design phải không? Đúng. Không thì được. Ồ, cái graphic design khác. Tức là nó chung luôn á. Dạ. Ồ yeah. Chung luôn nó chung luôn này. Đây nữa. Thằng này là có máy lớn để in mấy cái graphic mà ở ngoài trời á. Ừ, làm sao có chạy được cái không? Không, bên tại nhà. Giờ này không có chạy phải không? Chạy nhưng mà tại vì mình không có chạy. À. Máy lớn lên tất cả mà mấy cái mà ở ngoài trời đó, mấy cái bằng giống như trình vách tường một cái building đó. Wow. Si. Đó. Để mình treo lên vách tường. Đó, một cái miếng in nó lớn như thế này nè. Giống như mình thấy những cái banner, những hình ảnh hay thật lớn treo trên những building này kia nữa đó là in bằng cái máy lớn này. Hiện giờ thì máy nó không có chạy, chứ nếu chạy mình sẽ thấy được bên kia chỉ là nhỏ thôi đó. In trên vải nè, in trên giấy nè, in trên gỗ nè, ôi trời, in trên tùm lum hết. Còn ở đây là tất cả cái chỗ đồ mình cho mướn từ show đó, trên những dòng bàn ghế màn bách tất cả. Cái này là gì? À, cái này là những cái dây để mà dây chặn. Treo lên giấy á. Đây nè anh cầm bên. Đó. Thí dụ nó có cái cột cái gắn lên đó là để chặn. Ôi như vậy là những cái chỗ hội nghị mà dây chặn đường đi là mình đưa hết. Ôi trời, dễ sợ không? Hay bây giờ hỏi một câu nó hơi kỳ cục mà hơi dám. Như vậy những cái restroom trong đó, những cái cầu tư là mình làm thiết kế luôn. Không, mà nếu hợp người ta mướn. Dạ, nếu nó muốn là mình làm thôi. Dạ. Đứa nào đây? Thằng con, thằng Phong phải không? Dạ, thằng nhớ tên, dạ. Nhớ tên luôn nó, dạ, Phong nè, nhớ luôn nè. Dạ, không đi chứ, tại con đi họp cái. Đi họp gì? Khoan, hỏi một câu, đi họp cái gì? Họp gì? Khách hàng. Dạ. Ủa phải đi họp sao? Dạ. Bây giờ hỏi một câu nữa, khách hàng là người gì? Người Mỹ. À, công ty gì được không? Ừ. Cái show gì mới được không? Thì cũng show thôi. Thôi biết đi, tại sao nó không dám nói không? Nếu nó nói rồi bên kia nó biết được cái nó chặn, nó ăn chặn sao? Dạ. Thấy không? Thằng này á là ngoại giao. À. Thằng Phong là ngoại giao tất cả.
mặt hàng cơ toàn nước Mỹ. Rồi. Thằng Liêm là anh đó là diện đề nội vụ. Nội vụ trong đây. Thấy không? Có hai đứa con, đứa ngoại vụ, đứa nội vụ, đứa bộ trưởng bộ ngoại giao, đứa bộ trưởng bộ quốc phòng. Vậy còn muốn ổng thì thủ tướng. Đó, thấy không? À, họp, hội, liên lạc. Rồi, họp cái gì? Họp tức là mình đến nơi để công ty đó nó muốn cái gì. Và khi muốn cái gì rồi đó, nó phải đưa ra cho biết nó muốn mình phải làm cái gì. Từ trên giấy tờ đó hết là mình mới bắt đầu là mình đến mình thiết kế cho nó. Dễ sợ. Chỉ tiếc một điều là tại vì những cái đó đúng ra mà có hình ảnh vô mọi người coi thì sẽ rõ ràng hơn. Rất tiếc là ở đây chỉ là cái warehouse. Còn những cái lần họp mình đâu có thấy. Hay là những cái chỗ showroom hồi đó, showroom ở bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ Thảo có đến đó. Thấy rõ nhưng mà rất tiếc lúc đó không có tàu hình. Ở đây chỉ là cái warehouse thôi, nơi chứa tất cả những cái nguyên vật liệu để thực hiện những cái showroom đó. Này là tất cả những cái ghế, bàn này nọ kia người ta order mình. Ôi chà, giờ thí dụ bây giờ ở trên đó nó cần bàn loại nào thì ở đây mình có bàn luôn phải không? 6 foot, 8 foot, 6 foot. Đây là loại 6 foot mà được rồi. Yep. Đó. Ôi vậy mình phải chở tới nơi à? Xí. Rồi á, mình mới trải mặt bàn lên rồi mình bấm cái skirt vòng vòng để ngồi đi qua bên câu mà skirt. Đó, thí dụ như một cái bàn á, rất đơn sơ như thế này. Trải giống như trải mặt bàn đó. Rồi ấy rồi che, thành ra mình đến nơi mình thấy cái bàn trời ơi sạch sẽ đẹp đẽ, thật ra là ở trong là từ đây mình chở tới luôn. Qua hay. Không em đẩy vô, em đẩy vô cho. Gỗ luôn, có gỗ, có sắt, có nhôm. Ừ, sắt nhôm kế bên kia kìa. Thấy không, có đủ hết, gỗ, sắt, nhôm, dán, giấy gì, có hết. Tất cả ghế người ta order, nếu không ta order. Anh mới mua 2.500 cái ghế màu đen. À. Cái loại thứ đó nhưng mà màu đen anh mới mua mà. Thấy không, mới mua 2.500 cái ghế màu đen. Để khi người ta cần, ê bây giờ hội nghị tôi cần đặt 2.500 cái ghế hay là 1.000 cái ghế là phải có ghế cho anh ta. Úi chà ghế nè. Nhớ nha, đây là cái warehouse này chưa ghế không phải để bán à. Không phải mua ghế về bán à, mà ghế về để thiết kế, để display hay là để làm những cái khu vực hội nghị cho người ta. À, tức là hàng trong này không có bán. À, có một điều đó. Vấn đề bây giờ trải thảm rồi. Trải thảm trên sàn xi măng như thế này rồi. Hội nghị xong rồi, thảm đó đem đi đâu? Dục. Không có dục, ngu dại dục. Nghe không? Không có dục, ngu dại dục, sàn những khác. Giặt, về giặt lại, đúng không? Nghe chưa? Thảm trải xong rồi đem về giặt lại thực sự không có dơ. Là tại vì trải trên xi măng mà. Người ta đi dài sạch mà, nó không có dơ, bụi chút đỉnh về giặt lại được. Cái show mà của cái show dài anh mới nói em nó đi về. Tức là chưa giặt. Ừ. Tức là nó mới vừa về. Là thứ mình để đó. Còn mới tin gì đây nè? Không, cái đó đã đi lên show. Đây luôn phải không? Đây luôn nè phải không? Không, cái này là mới. À cái này đi show rồi. Đây nè phải không? Đây là show rồi nè phải không? Cái này show rồi nè. Đây luôn nè phải không? Kéo nổi không? Không nổi, nặng quá. Đây nè. Đây coi nè, đây nè, đây nè. Nè thảm nè. Thảm này là đã trải chỗ cái showroom rồi, showroom dài. Bây giờ showroom dẹp rồi, mình mới chở thảm này đem về. Mà như vậy đâu có dục uổng quá. Giặt, giặt trải đây luôn. Rồi trở thành thảm mới để mình trải chỗ khác. Mà qua chỗ khác đưa cái miếng này mà cái vừa, cái size nó không vừa thì cắt. Còn thiếu thì mình nối, chỉ có vậy thôi. Dễ sao không? Nguyên một cái đống này trải là biết bao nhiêu rộng. Qua dữ. Ôi trời ơi trời ơi trời. Trải xuống, ví dụ là có những cái đường nhỏ ngắn, giờ mình nối lại thành một cái cuồng thiệt là dài, ví dụ 101 feet. Ừ. Để rồi mình tiếp tục mình cất đó, rồi mình ví dụ tới cái show đó người ta order thì mình xin. Ok đi. Đây, giải thích nè. Bây giờ các bạn thấy hiện giờ đó, cái thảm nó dài từ đây cho tới tuốt đằng kia luôn. Thật sự nó không có dài như vậy. Đây là những cái thảm đã xài rồi nha. Nó vẫn còn sạch. Dơ nhưng mà không phải dơ bùng lầy hay là dục bỏ. Nó không có rách vậy trơn á. Nó từng miếng. Là tại hồi đó mình trải bên kia từng miếng mà. Thì đem về đây bắt đầu mình nối lại. Và với cái kỹ thuật nối không dòm thấy cái miếng nối. Thảm mà. Nối thành một cái đường dài. Bắt đầu cuốn lại thành một cái cuộn. Sau này đi chỗ khác đem cái cuộn này trải ra cắt nữa. Cắt xong rồi dọn. Đem về nối lại xài tiếp. Thấy không? Nếu mà không có những hình ảnh này, không có giải thích này, mình không hiểu được cái thảm xài ở nơi cái hội nghị đó rồi, ở cái showroom đó rồi, dục đi đâu, đem về làm gì, cắt miếng hết mà, nối lại thành một cái thảm dài luôn, đó, dài múc, đây nè, qua coi nối nè. Hello em. Đó, đây là cách nối nè.
Cái này mình làm cho nó chảy ra nóng phải không? Dạ. Nóng chảy ra. À. Rồi mình dán nó lên. Ồ, đó đang chảy ra nè, đang chảy ra. Đó chảy ra nè, nóng chảy. Dạ. Yeah. Rồi bắt đầu dán lên, dán lên. Đó giống như cái bàn ủi vậy đó. Ở dưới nó nóng làm chảy cái nhựa ra. Tiếp tục đi tới. Right, tiếp tục đi tới. Đó cho chảy cái nhựa ra. Rồi bắt đầu dán tiếp. See. Thấy không? Như vậy đó, tiếp tục giống như cái bàn ủi vậy. Nó tạo sức nóng, cái nhựa dưới chảy ra thì hai cái miếng ép lại thì từng miếng mình sẽ nối thành một cái đường dài, cuốn lại thành một cái cuồng rất lớn, rất nặng, rồi lại chở đi đến địa điểm mới, cần cái gì cắt ra làm tiếp. Quá hay. Đây nè. Thấy không? Hoặc clip. Hello. Chào em. Dũng. Quá hay, quá hay. Đây nè, thấy không? Những cái thảm này không thể khiêng bằng tay được đâu, nặng lắm, phải dùng forklift clip để mà khiêng nó lên cất vô. Này mới hết đó em. Dạ. Cái này mới mua về. Đó này lâu rồi. À cái này mình làm sạch lại. À. Đó, bây giờ như thế này. Đây là những cái thảm sau khi nối lại rồi đó mới cuốn lại thành những cái bành như thế này. Rồi bây giờ mình mới cất lên, màu nào nó ra màu đó, để khi nào đi show cần bao nhiêu bành, bao nhiêu thước, chiều dài bao nhiêu là mình chở đi để làm việc thôi. Cho nên những cái thảm sau khi trải rồi trong những showroom, mình có thể đem về giặt sạch, làm lại từng bành như là những cái thảm mới và tiếp tục đi showroom nữa, cho đến khi nào nó không dùng được thì mình mới bỏ. Mình có tất cả bao nhiêu màu anh? Hầu như màu rồi cũng có phải không? Mình làm theo cái nhu cầu của người ta. À. Chứ không phải là người ta làm theo cái nhu cầu của mình. À. Ví dụ bây giờ tôi muốn cái màu đỏ, tôi muốn màu bên đi, tôi muốn màu white, tôi muốn màu yellow, tôi muốn màu bất cứ màu nào. À. Là mình phải cái cung ứng là mình phải có cho. Wow, dễ sợ không? Sẵn. Đây là những cục chứa thảm đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ người ta nói rằng cái chỗ này là tôi để toàn là vàng, vàng lá với là ngọc thạch. Tôi muốn cái thảm á là màu trắng, là bắt buộc phải có màu trắng thôi. Có bên kia kìa. Dạ. Thì màu trắng xài một lần là dục nè. Dạ không nổi phải không? Không ơi, tại vì cái loại màu trắng đó mình không thể nào mình lấy được hết. À. Tức là xài một lần dục thôi. Hay quá. Thì dục để dành cho chùa đó. bây giờ mới lòi ra rồi. Trời ơi, không có tốt lành gì đâu. Dĩ nhiên. Mình nó thật mà. À, cái thảm màu trắng giặt nó không được, tại vì cái màu trắng nó dơ, màu đỏ, màu xanh, màu vàng giặt ra người ta không thấy, nhưng mà màu trắng giặt ra người ta thấy, thì cái đấy đồ dục đi đâu đem đi cho chùa. Trời ơi, mình tưởng ông ân tình dữ lắm, thảm mới đem lại cho cái này đồ dục bỏ mà. Coi kìa. Cái gì sự thật cũng là sự thật thôi. Trời ngon. Cái gì sự thật chứ là sự thật. Không, nhưng mà thật, nếu mà cái đó mình dục đi uổng phí quá, mình để mình giúp cho chùa mình trải, mặc dầu là trải dưới sình rồi dục luôn cũng được. Nhưng mà ít ra mình sai được mà đẹp, sạch sẽ lắm. Không tin hôm nào nghe Phật Ngọc này nghe, đến với thiền viện Minh Đăng Quang sẽ thấy những cái thảm trắng trải dưới đất. Ui cha ơi. Là nguyên cái khối này mình dục hết nè. Hả? Dục hết luôn á. Cái gì? Nguyên cái đống từ màu đen đi qua tới màu trắng đây dục hết. Lý do? Tại đó đã xài rồi mới giờ xài. Thí dụ bây giờ trong đây nguyên một cuộn bự vậy, cái chiếc phật clip nó chạy ngang, nó có cái lằn phật clip. Thì mình không thể nào mình lấy lên mình xài được hết. Hay quá. Thấy không? Từ đó tới đó, ôi cha, tính ra bạc trăm ngàn á. Nước thảm. Không không, nếu mà nó tính ra đồ thảm mới mà cả trăm ngàn á. Từ đây tới đây nếu mà dục là cả trăm ngàn phải dục bỏ. Mà lý do dục bỏ là tại vì ở trên thảm không giặt được nữa. Như vừa giải thích đó, có thể một cái chiếc xe chạy hay là cái gì vết xước trầy gì đó phải dục thôi. Từ đó tới đó cả trăm ngàn tiền thảm này phải dục, không xài được là không xài. Bởi vậy cho nên nếu các chùa nào như thiền viện Minh Đăng Quang hưởng là sao, ở đây nó gần. Cái này đem trải. Nhưng mà đó, cái này bật mí ra hơi kỳ. Ai nói trời ơi, ông Thanh này ông chịu chơi quá đi. Ông đem thảm trắng ông trải sân chùa. Chịu chơi con mẹ vậy. Thảm dục mà. Nói chơi vậy chứ nếu thật sự không có những cái thảm dục đó, bây giờ ảnh có quyền dục, phải không? Ai nói? Nhưng mà đem lại cho chùa, để cho Phật tử đến chùa bước chân lên những dũng sình không bị dơ dày, nhìn sân chùa đẹp. Cái đó khó ai làm được. Phải có một cái tấm lòng, phải không? Chở lại chùa cũng tốn xăng vậy, mất công vậy, dục nó sướng hơn mà. Nhưng mà tại sao phải làm điều đó? Phải có một tấm lòng. Cho nên ngày hôm nay Việt Thảo đến đây quay cái cơ xưởng này không phải để giới thiệu,
nỗi thảm dục không cả 100.000, 200.000, 300.000 thì đâu cần quảng cáo để làm một cái tiệm nail hay là trải thảm cái nhà mấy ngàn bạc, phải không? Ở đây làm đó là làm tính trên cái con số bạc triệu, một cái showroom, một cái nơi hội nghị quốc tế, chứ không phải là chỉ làm ở nhà cửa. Cho nên những hình ảnh này đưa lên không thể hiểu lầm được rằng Việt Thảo đến để quảng cáo cơ sở này, chính chủ nhân cũng không muốn, nhưng mà bằng mọi cách thuyết phục để Việt Thảo muốn đưa lên những hình ảnh và cho thấy rằng cái ngành này không phải ai cũng làm được, mà không phải nhiều người làm đâu nha. Nó có những cái lạ đến như vậy, không đến không thể tưởng tượng được có những cái ngành nghề như vậy. Chỉ đi trải thảm, mà không phải chỉ đi trải thảm, nó gì sai? Làm những cái cơ bút, những cái văn phòng, ngay cả những cái request của người ta, những đòi hỏi ghế, bàn, tủ, giường, đóng, trang trí đèn, design theo cái yêu cầu của người ta. Cái câu hồi đó anh Thanh nói rất hay, làm theo yêu cầu của người ta, chứ không phải là mình bắt người ta phải làm theo nhu cầu của mình. Quá hay. Nè, coi thảm trắng nè, trắng tươi nè. Nè, thảm trắng này trắng tươi nè, thấy không? Trắng, trắng tươi đó. Cái này là không có dục. Còn bên đây nè, bên đây là bắt đầu là nó có giống như nó bị dớ nè. Ôi trời, không có đầy thảm vàng. Đây là thảm trắng nè, phải không? Không có, không có. Đâu trắng không? Dục hết phải không? Nè, trắng vẫn còn nè. Nó không vậy đó. Red, boot, white, red, bỏ. Có chứ bỏ. Thôi chơi Việt Nam mình làm việc ngộ ghê. Cái này Mỹ nó vô nó không hiểu luôn á. Màu red nè, là màu xám nè. Red là màu đỏ nè. Boot ha. Là cái này là những cái design cho cái booth á. Rồi màu white là trắng nè. Green nè. Bỏ. Là nhắc trong tiếng Mỹ nó có tiếng Việt nó bỏ. Thì cái nhìn cái bảng này biết cái cơ sở này của Việt Nam là cái chắc luôn á. Mỹ không bao giờ dùng cái chữ bỏ đâu. Mình kia cười. Ê! Làm việc đi, cười gì đuổi hết bây giờ. Còn cái này á, nó nói kêu đuổi nghỉ khỏe. Còn cái này là cái máy giặt thảm của anh. Mà nếu trường hợp công việc có quá nhiều thì anh sẽ sử dụng cái máy này. Tức là đưa lên máy rồi nó tự động nó giặt, rồi nó đưa qua đó nó cuốn luôn. Không lẽ bình thường mình giặt tay? Không, tại vì ít, tức là mình để giặt tay, dù nó dồn quá nhiều đi. Uh-huh. Mà anh cho chạy máy, đây là cái máy giặt thảm của anh. Tức là thảm, dơ, đưa vô. Đưa lên đó. Là tự động qua đầu kia là sạch, nó cuốn luôn. Đúng rồi. Không, nó tự động nó thì có cái máy cuốn ở đằng kia. Nhưng mà nó chưa khô. Không, nó khô. Nó có máy sấy đây. À. Nó có cái máy sấy phía trong này. Nó có cái máy sấy nằm phía trong này đó. Đó là những cái lần thảm. Chạy cái đi, cho chạy máy cái đi. Sợ tốn xăng gì, tốn điện. Thôi chạy cái đi. Chạy cái cho quay hình đi, năn nỉ mà. Không ăn không thì tôi nói miệng. Đây. Thảm bắt đầu đưa vô đây. Nha, thảm bắt đầu đưa vô đây. Thảm đưa vô để giặt. Đây là hệ thống giặt thảm. Nếu mà bây giờ đem về một số ít á, thợ lại giặt cái một tay dễ, nhưng mà giờ nhiều quá giặt không nổi đâu. Đưa vô máy. Thảm bắt đầu lốt vô đây. Nó chạy qua cái hệ thống dây chuyền, thảm đưa vô qua cái hệ thống máy giặt ở đây. Giặt xong sấy khô ra ngoài kia cuốn thành bành luôn. Nói hiểu nhưng mà chưa thấy gì, muốn thấy phải không? Có giỏi lợi đây đi rồi thấy máy giặt. Hên thôi. À. Chứ không bằng hay hết. Đúng. Không, anh công đức vô lượng anh ơi. Anh trải thảm chùa không bằng anh cho người ta hiểu được cái kiến thức này. Còn cái vấn đề hồi nãy mà em nói, vấn đề sắt. À. Sắt mà để bill. Tất cả những cái đồ đó là đều máng lên để mà để bill sắt, bill này, bill nọ, bill kia hết tất cả. Ê, trong hãng sao dám chạy xe đạp? Xe đạp của anh. Đó, này là nguyên một cái khu mà để mà sắt không. À. Hồi nãy chị thì á, ví dụ bây giờ trên cái nhu cầu mà nó cần bill những bút nào á, thì đó, ví dụ như là mấy cái cũ như vậy đi, đó anh thấy chưa? Thấy. Là mình bill sẵn nó luôn hết. Còn ví dụ nó cần những cái bút thiệt là bự, thì nó đề ra ra. Ê, Vũ, con có mấy cái bản đồ mà mấy cái bút nữa, cái blueprint đó. Như vậy thì mình có những cái tủ, những cái kiểu tủ có sẵn ha, nhỏ, nếu order cái nào mình thấy vừa là mình fix vô. Nếu không bắt buộc mình phải dùng nguyên liệu bằng sắt để mình build lên những cái tủ lớn theo yêu cầu của người ta. Mà những cái đó không phải tự nhiên mà build, nghe, phải có blueprint, phải có bản vẽ đàng hoàng. Đây lấy mấy cái bút trong đây. Nè, Su nè, Market nè. Còn nữa không? The Atlanta Shoe Market, welcome to. Tức là những cái này là còn để mang về nè, sắt nè. Cây okay, đem về nè. Cái đó là những lại thành cái mẫu, cái hình cho người ta.
dữ quá. Ví dụ bây giờ nè, ở trên đó người ta cần cái hình này. Đó, bây giờ sắc xiết rồi mình đem lên đó mình build lên giống giống như vậy đó. Khoan, còn mấy cái nào nữa con? Ví dụ như cái này thì dễ rồi, có mấy cái thật là rắc rối. Tôi chắc cái gì tùm lum vậy nè? Cái này là nguyên một cái show, cái show của người ta. Ô, mỗi cái ô nhỏ là một cái bút. Một cái bút 10, tức là cái nhỏ 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 vuông nhưng là 10x10. Còn cái này là lớn, cái này khoảng chừng 70-80. Tức là đây nè, khoan nói cái này trước nè. Như là bút. À, đó. Tức là bút ở ngay giữa này. Dạ. Là bây giờ mình dựng hết cái show này, ở trong show này nó có cái bút này. À. Thì sắc những sắc đó mình đem lên đây để mình build thành nó là như thế nào. Khoan nghe từ từ nghe, đây nè. Đó. Bây giờ nhìn một cái bản vẽ này thấy không? Mình thấy là gì? Ô nhỏ nhỏ, thực sự đây là bản vẽ tổng thể của một cái showroom. Trong này những cái ô nhỏ là những cái booth, những cái phòng đó, những cái phòng để mà trưng bày. Thì bây giờ trong này nó có kích thước, mình sẽ in ra thành cái bản lớn, mình nhìn cái nét chữ nó rõ hơn thì biết là dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, trong này cần cái gì. Thì mỗi một cái chi tiết nó có cái bản riêng nữa. Chẳng hạn nơi đây đó, nguyên một cái showroom này có cái phòng lớn này, thì phòng lớn này đây đó là cái này đây. Đây là cái này. Thì bây giờ trong này nè, nó có tủ nè, bàn nè, rồi thảm ở dưới nè. Những cái kệ nè, lối vào, thì những cái này đó đâu có bàn ghế nào có sẵn đâu. Thì những cái design này nó phải vẽ thành những cái bản vẽ cho mình. Từ căn cứ bản vẽ mình mới dùng sắt, dùng nhôm, dùng cây, dùng như đóng để theo đúng cái yêu cầu của người ta. Như là cái này. Đó, bây giờ trường hợp cái này đi. Còn cái này là một cái bút lớn. Từ từ. Bây giờ thí dụ trong trường hợp cái này thì ở chợ đâu có bán sẵn những cái đồ này đâu. Thì mình bắt buộc phải đóng theo cái yêu cầu của người ta. Bây giờ cái bút này, đường ở dưới là cong cỡ nào, cao cỡ nào, bằng gỗ hay là bằng sắt, cái chỗ này là cái gì, tất cả cái này nó phải thành một cái bản vẽ hết. Mình in á, là mình bỏ vô mấy cái này. Đó, như máy in hồi nãy là in những cái này để mình dán lên. Dạ. Yeah. Rồi, đây cũng vậy. Ủa cháu ơi. Trời đất ơi, trời coi nè, đó nguyên một cái khung này nè, làm sao giờ? Phải làm. Rồi trong này đèn nó kêu mình gắn ở đâu? Mình gắn hết luôn. Thấy chưa? Đèn. Tức là gắn hết cả nguyên bút luôn. Chịu nổi không? Hơn cái nhà. Hơn cái nhà luôn. Em không thấy anh có những cái show mà kêu là cái home show á, dựng lên cái nhà ba tầng lầu xong xuôi mấy ngày lập bỏ hết, lập xuống bỏ, mà ba tầng lầu đó nó có đầy đủ hết, máy lạnh, nước nôi này nọ kia hết tất cả. Sẵn đây em xé lẻ nói câu chuyện này chơi thôi ha, cái đứng này đó, như vừa rồi đó, từ cái này em mới nhớ là cái chuyện kia, anh xây lên ba tầng lầu, triển lãm xong rồi đập phá hết để mình đi. Thì có người bỏ. Có người sợ, trời ơi, uổng quá. Có những nơi người ta không có mà mình có, mình bỏ. Nói câu chuyện như này đúng ra đó. Em post trên Facebook cái bữa ăn của em. Nha, có xà lách, có này kia nọ. Thì em diet, em ăn ít. Em mới chừa là em chụp, tức là before and after. Trước là ăn bao nhiêu đó, có bao nhiêu. Sau ăn bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Có em vô nói tại sao mà ở Việt Nam ta đói khổ không có ăn. Nhưng người nghèo không có ăn mà anh lãng phí như vậy. Về biết vậy thôi lấy ít đi, tại sao lấy nhiều làm chi. Tức là trách vì có tội. Các em nó không hiểu. Ở trên máy bay khi một phần ăn nó đưa ra là đưa như vậy. Nó là sẵn trong hộp rồi. Bây giờ mình kêu nó thôi, tao ăn ít, nó cũng đưa nguyên à, nó không có ít. Tại vì khi mình kêu ăn ít nó bớt là nó mắc công. Khoan, mà nếu bây giờ em đi lấy đồ ăn nó đâu có cho. Đồ sẵn mà. Cho nên khi Việt Thảo cái phần ăn, Việt Thảo trên máy bay nó là như vậy, nó đưa là nguyên như vậy. Mình ăn ít, ăn nhiều đó là chuyện của mình, ăn dư nó đem dục. Mình không thể nói trời ơi bao nhiêu người nghèo khổ tại sao mày đưa nhiều, không có. Ở đây để muốn đính chính một điều. Có những điều mình không biết, mình vội kết luận, cái đó tội cho người ta lắm. Có phải không nè? Thành ra, ngay cả cái chuyện mà Việt Thảo chụp hình để cho các bạn giảm cân thấy được Việt Thảo có thể ăn được cái món gì và mình ăn được bao nhiêu, cái nào không ăn. Cái đó đó không phải do Việt Thảo quyết định đâu. Ví dụ như trên mấy ba giờ rồi, một cái phần ăn xà lách gà nó là bấy nhiêu đó, bánh mì nó đưa là bấy nhiêu đó. Mình không thể nói, ê tao không lấy xà lách gà, tao chỉ lấy miếng rau, không được. Phần nào nó ra phần đó ăn hết bỏ. Đó là tiêu chuẩn của nó như vậy. Cũng như vừa rồi, cái showroom nó cần như vậy là xây như vậy. Xong rồi, tụi showroom nó đâu có cần. Thí dụ bây giờ showroom Cadillac đi, xe, nó đâu có cần ba thảm này, nó đi là nó bỏ à. Bây giờ mình đâu có xài được, mình cũng phải bỏ. Không thể nào nói chỗ khác không có thảm, tại sao mình dục bỏ, không phải. Nhá. Mượn cái đề tài này để nói đề tài kia, cho thấy rằng có những chuyện trong đời sống, theo cái sự hiểu biết của mình chưa tới đâu, thì mình khoan hay kết luận để kết tội người ta. Tới về vấn đề mà cái khâu sắc của em thấy á, đó, cũng như là ô sắt nè, cái đó là một mét, ai nói sắt đó, nó là nhau ôm sắt đó, kim loại, material kim loại, trời ơi quá trời. Cái này là mình cắt cái tại chỗ luôn. Ủa cha ơi, coi nè,
chứ nó giống như là Home Depot bán đồ chưa chắc Home Depot nhiều bằng đó. Không, cái Home Depot nó không có mà mấy mà mấy loại này. Gì á? Tại vì loại này loại đặc biệt bởi trên show tay thôi. Tức là cái đồ mà của cái show dài đi về. Tất cả cái đồ đạc thôi. Cái này là đã dựng trong show rồi, bây giờ mình mang về. Xách về đó, tức là phá ra. Cũng như là cái bút ở phía trước để mà hồi anh chỉ em cái cây này nó nằm ở chỗ nào ở ngay bút trước. Để hồi anh chỉ cho em. Thấy chưa? Đây là đồ phế thải, đồ dục nè. Không phải đồ phế thải. Không, khi mà xong show là coi như phế thải rồi. Anh lụm đồ phế thải anh làm ra tiền nữa anh ăn gian. Thấy không? Trong cái kỹ nghệ nó có nhiều cái hay lắm, học cả đời không hết, đi cả đời không biết hết. Cho nên các bạn trẻ ở Việt Nam, ở bất cứ nơi đâu cũng vậy, trong cái lứa tuổi mình còn đi học được, ráng học cho thiệt giỏi đi, ráng học cho thiệt hay đi. Nghe Việt Thảo nói hoài, lên Facebook, lên Internet, bỏ thời giờ vô đó hoài, chơi vui trên đó, uổng lắm. Đầu tư vào việc học, nếu lên Internet được, nghiên cứu coi người ta có cái gì để mình thêm kiến thức, mình sự hiểu biết, hơn là dành thời gian để đánh phá chửi bới với nhau. Nha. Qua cái này tự nhiên cái cảm giác của cái cảm xúc Việt Thảo nói như vậy thôi. Ở đây không có dạy ai hết, không cần dạy đời ai hết. Nhưng mà thấy ngay cả Việt Thảo 60 tuổi rồi, bước chân đến một nơi, có những cái nó nhiều, nó hay đến độ mình trong cuộc đời chưa bao giờ biết. Các em ơi, ráng lên dành thời gian đầu tư vào việc học. Học, học và học. Để không phải cho cái đời sống tương lai của mình, mà cho cả cái thế hệ sau này, cho cả xã hội nhân quần hưởng được những cái mà mình đầu tư vào cái việc học đó để thành tựu cho cuộc đời. Ok. Sorry. Nói bằng với cả tấm lòng thôi. Có thể những cái lời nói này có người vô ném đá tôi nữa. Tại vì trên mạng có những người chỉ trực hờ vô coi người ta nói gì đang chửi à. Nó ngộ vậy đó. Không cần biết nó là đúng hay sai. Miễn người ta nói cái gì ra là chửi trước cái đã. Chấp luôn đó, chửi đi. Ha. Đây nè 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 nè. Mấy cái cây này nè là để mình gắn cái dây hồi nãy nè. Không, cái này để cái này có sẵn. Rồi còn cái cây kia nó là cái móc, cái kia là cái móc. Sướng không buông nha. Bùm. Đó, có sẵn kéo ra, bên này cái gắn vô cái cây kia là thành cái đường dây. Đây nè. Ui cha. Đem xuống cho bà con coi nè. Thật sự tội nghiệp lắm, có nhiều em ở nhưng nó không biết. Đó. Đây là một cây nè. Ồ ồ cái được không? Đây là cái cây nè. Bây giờ ở đây đó mình muốn chặn cái đường Gia Lai này, không cho tao đi dễ dàng luôn. Kéo qua, ở đây nó có chỗ sẵn, móc vô. Sọc. Muốn nữa phải không? Bên đây bít lại chứ gì. Rồi, cái chỗ này không có. Cái này, kéo qua. Có cây nữa, kịch. Xong. Muốn dọn phải không? Ôi trời, nó mau lắm. Xong. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Ý gì? Đây là cái máy cắt gỗ mình. Hi friend. Hey, how you doing? Very good. Welcome to the ATL Atlanta, also called Hotlanta. Hey, that's Atlanta, man. Đây là cái máy cắt gỗ của anh. Cái gì máy cắt gỗ? What do you mean máy cắt cổ? Tất cả những cái vẽ lên trên cái máy computer, bỏ xuống đây và nó sẽ cắt. Thí dụ như là bây giờ đây, cũng như là cái số dài vừa rồi đó, thì mấy cái đó. Ồ, đây là thổi bụi nha, nếu bụi giờ thổi nha. Ha ha. Wow. Tại vì cái số dài anh thấy trên đó. Dạ. Yeah. Đây là cũng từ cái máy này cắt ra. Mình cắt cái từ miếng một của mình ráp lại, ráp kẽ này lại, là thử là em phải vẽ lên trên cái computer. Nó mới rất là chính xác. Rồi á, cắt xong xuôi rồi mình mới ráp lại, mình đem lên đó mình để lại chứ không có giống như mà cưa kiểu Việt Nam là cưa nhắm rồi không có. Thấy không? Như vậy tất cả đó vẽ trên computer hết. Kích thước nó có sẵn, program đàn vô cái máy, máy nó đọc trên computer, nó kêu cắt tới đâu ngừng, cắt tới đâu quẹo rồi nó chạy theo cái bản vẽ hết. Đó, miếng gỗ này hồi xưa là bắt đầu là cưa à, cưa muốn chết luôn đó, cưa mà cưa cái miếng này chỗ này đâu giống chỗ kia, ráp. Còn này computer, yeah, computerized. Yep. Hồi anh sẽ chỉ cái miếng này cái chỗ cái show dài nãy. Dạ. Yeah. Cái máy này là cái máy cắt sắt hồi nãy em nó coi á.
Tiếc ghê đó hen. Tại vì trong lúc này là đang ngưng, không có hoạt động, là đang thu dọn chiến trường mà. Khi nào có cái order mà đi chỗ mới bắt đầu là mới theo cái bản vẽ mới làm ra nữa thì máy móc phải chạy ra đây. Là nổ cái thùng chứa không nè. Đó, những cái đồ cắt ra nè. Nè, cắt ra đó. Nhưng mà cái này đâu có bỏ đâu. Bán. Nghe không? Bán. Cái này bán sắt. Ai ve chai đồng hồ bể bán không? Ủa? Tất cả những cái sắt người ta đưa lên cái dài như vậy. Đó, cái sắt thì dài vậy. Rồi cái nhu cầu á, mình cỡ khoảng bao nhiêu thì mình đo mình cắt bằng cái máy này. Đây là cái máy cắt sắt. Quên. Đó. Rồi cắt xong xuôi rồi á, đi qua đây mình nhặt cái lỗ. Nó có mấy cái lỗ mà để mình bắt ốc nè. À, đây là lỗ bắt ốc nè. Đi dập lỗ nè. Không, cắt xong rồi qua đây dập lỗ. Mình phải đưa vô đây để mình nhặt cái lỗ đó, để mình bắt cái ốc lóc vô để mình đo. Để mà nó có cái đây nè. Đây là cái khóa của nó. Mình dặn cái lóc này lên, thì lóc này lên nó bộ phận nó bẹt cái này ra. Để mà nó giữ vững cái cây ba của mình với cái phô. Cho nó giữ vững lại. Đó. Chà. Nó là cả một khu công nghiệp. Đó, ví dụ như là cái này. Cái hồi mà em siết lại đó thì hai cái này nó banh ra. Dạ. Nó banh ra đó, nó kèm lại trong đây. Tức là nó kèm cây sắt này lại cho mình. Nói chung đây là những cái mấu nối với nhau để giữ. Dạ. Dùng cái phương pháp dặn vô thì này nó hở ra, đút vô mà hở ra nó giữ cứng luôn. Dạ. Thấy không? Nó không phải chỉ là máy tiện để làm cái bộ phận, như là một cái cơ xưởng nhận cái part về để làm. Mà ở đây làm ra tất cả những cái part, những cái phần để mà móc nối với nhau lại để tạo thành những cái khung nhà, hay là cái sườn nhà, hay là cái khung để tạo thành cái văn phòng ở nơi những cái showroom. Không đơn giản. Mà tất cả cái đó không thể nào làm bằng tay được. Computerized, tức là dùng hệ thống computer, vẽ trên computer, cưa cắt bằng computer. Chỉ có những cái bộ phận nào không dùng computer, mình mới dùng cái sức người, manual. Dùng bằng tay, dùng bằng mắt, dùng điều khiển theo con người của mình. Đây là hơi tắt đèn chút xíu, nhưng mà... Mở đi. Sợ tốn điện hả? Brother, do you know how to turn on the light, please? Do you know how to turn on the lights? Yes. He knows. You know Thanh? Yes. Somewhere. Khoan anh, khoan, cần đèn anh ơi. Tối quá, tối quá. Tối rồi. Còn cái này là tất cả những cái wall mà ở trên show, có nhiều cái bút người ta xài giải. Có nhiều cái bút người ta phải dựng nguyên một dàn wall. Cái vách tường. Cái vách tường đó. Dạ. Thì đây là những cái vách tường ở trên show. Sau khi về rồi anh sửa lại, để hồi em dẫn qua phía kia cái chỗ sửa những cái wall. Tất cả những wall này là mình đã sửa rồi. Thấy không em? Thấy nổi không? Không thấy. Wow, sức tưởng tượng luôn. Cái này muốn dựng sân khấu dễ dàng thôi. Thì coi lại, sơn sửa trét lại cho nó thẳng, rồi bắt đầu sơn lại. À, nó đây nó hư nè. Thì tất cả những cái hư này là bung ra sửa hết. Đó, rồi xong xuôi rồi đi lên trên đó mình ráp lại từ cái thành một cái wall rộng bự. Ở những cái showroom đó, có nơi đó dựng tạm thời giống như những cái có chỗ không cần vách ha, để bàn ghế trưng bày đánh đèn. Có nơi nó muốn làm cái vách, có nơi là bằng vải, có nơi làm bằng cạc tông, có nơi là bằng giấy. Nhưng mà có những cái chỗ nó cần cái vách cứng luôn, để cho đừng có ai mà làm rách hay đi vô gì được, hay là bằng những cái vách tường nha. Những, nó gọi là cái wall, những cái vách tường làm bằng kim loại. Thì mình dựng lên xong xuôi rồi, khi đi show thì nó cũng bỏ, cho nó không lấy theo, nó trả lại, nó bỏ thôi. Mình mang về, cái nào nguyên thì xài tiếp, cái nào hư mình sửa lại. Thì đây là cái nơi chứa những cái wall, những cái vách tường đó, mình đem về để mình sửa lại. Thì đây là những cái hư nè, thấy không? Đó, những cái bị hư nè, damage đó. Thì xong rồi nó mới đem qua đây. Đây là cái chỗ đi sửa lại nè. Đem qua đây sửa lại, thấy chưa? Thấy nguyên tấm không? Nè, đó. Thấy nguyên tấm không? Đó, nguyên vách tường vậy đó.
thì từng tấm này ráp lại thành một cái vách tường. Thì bây giờ nó hư cái gì, nó mẻ, nó gãy, nó chạy làm sửa lại đàng hoàng. Sửa xong rồi mới chuyển qua để đi sơn. Cho nên có những cái nào làm xong rồi thì xô nó bỏ. Xô đâu có cần. Phải không? Người ta đâu cần những cái này. Thì giờ bỏ là dục thôi. Mình lại tốn tiền dục, đem về sửa lại mình xài lại được mình sao. Hiện đang mở đèn, hãy tắm đèn lên. Thật sự mà nói đó, nếu anh Thanh đi ra ngoài tình cờ, thí dụ như gặp những người quen hỏi làm nghề gì, ông nói là ta đi trải thảm. Cái câu đầu tiên trong người Việt Nam mình nghe nói trải thảm là chán ngắt rồi, không ra gì hết rồi, chắc là nhà người ta rồi lót thảm đi làm công, phải không? Cái câu đầu tiên nói tao đi trải thảm có nghĩa rằng công ty thảm lót thảm nhà người ta, mình làm công lợi, chỉ có lót thảm xong lãnh lương về. Nhưng cái trải thảm này nó khác á, nha, trải thảm này nó khác. Rồi bây giờ nếu nói không phải, anh Thành giải thích không phải, trải thảm này là những cái showroom, ta lại ta trải thảm có những chỗ hội nghị G8 không ai vô được, tôi người ta nói anh cha này nổ, làm gì có chuyện đó. Cho nên tại sao ông Thanh không lên tiếng, nói ai tin? Người ta còn nói ông nói láo, cha này nó dốc. Nhưng mà kiếm cái thằng cha nó dốc cỡ cha này không ra đâu, bảo đảm luôn. Không, ông thật. Cho nên đây nè, bữa nay tôi mời các bạn xem những hình ảnh ở cái cơ xưởng của thằng cha nó dốc này. Nếu mình nghe nói thằng cha nổ, cái cơ xưởng nó lớn như thế này nè, chưa chắc một cái công ty bình thường mà lớn được như vậy. Vì đây là một cái sự tổng hợp từ thảm nè, bàn, ghế, construction, đến chỗ cưa, cắt, tiện, in luôn, in ấn luôn, design luôn. Và coi như là một cái tổng hợp còn hơn cả một xây một cái ngôi nhà. Tại vì xây cái nhà nó có những kích thước, những khu vực tầm cỡ của một ngôi nhà. Còn ở đây cả một cái showroom như một cái convention center. Bây giờ ngay cả một cái sân vận động lớn, ngay cả một cái sân vận động lớn mà ở đó nó showroom là gì? Những kiểu xe trên thế giới đi, quy tụ cả hàng 60-70 ngàn người coi, hay hàng trăm ngàn người, hàng triệu người đến coi, lượt người đến coi. Bây giờ trong showroom đó nó muốn những cái chiếc xe hơi nằm trên những cái bệ cao, có quay, đèn đánh sáng rực, có những khu vực riêng, có những cái chỗ ngồi bàn, có những chỗ để chụp hình, có những chỗ để ký tên, có những chỗ sách báo, hay là tất cả những cái nhu cầu đó mình phải xây dựng lên. Cho nên cái công việc đó đòi hỏi là một cái sự tổng kết, tổng hợp tất cả những cái việc từ xây dựng, in ấn cho đến design, vẽ kiểu, không đơn giản. Mà bây giờ tự nhiên anh Thanh nó nói ê lợi để tao làm như vậy, không có. Nó muốn cái gì nó phải vẽ ra, viết ra. Thí dụ bao giờ trong chùa nói bây giờ cần thứ nhất là tất cả những con đường đi trải thảm hết, thì ảnh sẽ đến đo đạc bao lớn, bao rộng, cần bao nhiêu thảm, màu gì, đường đi vô chùa màu đỏ hay là ở ngoài màu trắng, cái gì nó phải rõ. Cái thứ hai, cần bao nhiêu cái bút, cái chỗ để bán thức ăn, design như thế nào. Cho nên chùa phải đưa ra cái yêu cầu, cái đòi hỏi thì ở bên đây mới đáp ứng được. Các showroom cũng vậy, đèn bao nhiêu watt, màu, màu gì, hay là trắng, hay là đen, loại neon, hay là loại đèn cháy bóng đỏ, hay là loại kiểu classic. Tất cả cái đó phải có design, vẽ kiểu, ra plan đàng hoàng, bản vẽ, thì ở đây bắt đầu cung ứng. Cái nào có sẵn đem tới, cái nào không có bắt buộc phải build lên. Thí dụ làm cái vách tường lớn phải kiếm những cái tấm vách gắn vào. Đại khái nó là như vậy. Cho nên việc làm này không đơn giản, một người làm được, nhân công 40 người. Đến một cái showroom có thể lên đến 80 người, 100 người. Mà đặc biệt nha, cái thời gian làm ngộ lắm. Thí dụ bây giờ có một cái showroom, một cái convention center, nó cần là ngày Chủ nhật phải có anh Thanh đến để làm một cái showroom cho tất cả là 2.000 cái booth trong đó. Nhưng mà kẹt một cái đó, cái showroom đó biểu diễn ngày Chủ nhật, mà ngày thứ bảy nó có showroom khác, nó cũng triển lãm nữa. Dứt ngày thứ bảy là 8 giờ tối đóng cửa cái bốc. Nó nói nội trong vòng từ 8 giờ tối đó cho tới sáng hôm sau 2 giờ trưa mở cửa là mình phải có. Làm sao tưởng tượng một cái showroom lớn như một cái convention center, cả mấy ngàn cái booth như vậy, mà chỉ trong từ 8 giờ tối vô, lột cái kia ra, gắn cái này lên, mà để cho có cho người ta biểu diễn hay triển lãm. Cái hay là cái chỗ đó. Một cái lực lượng nhân công cỡ nào, bản vẽ làm sao, tổ chức như thế nào, xe vô, xe ra, gắn nào trước, gắn nào sau, cái chỗ nào trải thảm, cái chỗ nào gắn booth. Cái chỗ nào đang trải thảm thì không được gắn booth, chỗ nào gắn booth thì xong rồi mới được trải thảm. Phải luân phiên làm sao để trong cái thời gian ngắn có thể kịp. Cái đó mới là cái dữ dội. Tiếc là chúng ta không có được những hình ảnh đó là tại vì mình không đến những cái booth đó để mà những cái showroom đó để quay. Đây chỉ là cái cơ sở, cái hậu cần ở nơi mà anh Thanh và các anh em cũng như các con của anh cùng nhau để thực hiện cái công việc này. Mình tiếp tục đi nữa, nếu có những cái gì hay nữa mình coi nữa nha. À đây, hồi nãy là đèn tối không thấy đây nè. Đó, những cái wall hồi nãy đó, những cái wall mà sau khi mà mình sơn sửa xong xuôi hết rồi bắt đầu vô bọc ra lại nè, là để xài thôi.
quá ngon luôn, đây là coi nhà hàng mới tinh hết. Cho nên bây giờ muốn tự nhiên từ bên kia qua tới bên này chặn cái dách như vậy, thấy này số gắn kịch 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 kịch, muốn cao gắn kịch 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 lên là xong. Xong phải không? Gỡ dục. Mà nếu muốn được trở về sai tiếp vậy thôi. Quên đâu phục. Còn nhìn anh. Qua đây cái màn bắt với cái skirt. À. Để ngồi làm... anh dẫn lên trên đây. Từ đây cho đến ngày thứ hai là anh phải đi cho mấy tiểu bang luôn, từ nhỏ đó. Đó. Ngồi... Mấy tiểu bang. À, hồi coi cái biết lịch trình đó phải không? Hồi nói cái lịch trình nó mới dễ sợ đó. Thì có bản đồ này lên đó. Xứng đáng quá. Thiện thấy không thiện? Hình ảnh này mà người Việt Nam mình coi là đã luôn á. Không tưởng tượng nổi đâu, không ai tưởng tượng nổi. Một đút ngàn luôn á. Úi cha ơi, đây này nhìn kìa. Con đi hoài không hết luôn á. Bên kia chiều rộng nè. Từ đây qua tuốt bển kìa thấy không? Rồi chiều dài tới nó đi hoài mà. Đây là những miếng bách mà ở trên show nó về. Cái gì? Miếng bách á, cái miếng màng mà giải đó. Ở trên show nó về. Tùy theo cái show người ta hợp đồng mình cái màu gì, màu gì, màu gì. Ừ. Mình phải có cung ứng hết tất cả. Ví dụ bây giờ cái show này nó muốn một lu, rồi đỏ, một lu là mình phải đưa lên đó để mà treo lên. Wow. Đây là tất cả mà những cái màu mà ở trên show mà người ta order mình là mình phải. Cái này là cái mẫu thôi. Cái mẫu màu. Đó. Ở trên show đó em phải che thì như vậy là một cái booth mà 10x10 nè. Ừ. Dùng ngang nó vậy đó. Đó ra. Thì trong đây bàn ghế gì đó tùy theo người ta order. Này là cái màu mẫu thôi. Tất cả đó là anh phải có hết tất cả. Rồi này là sau khi mà show nó về rồi á, xếp lại. Trời ơi trời, xếp này mới chết nè. Xếp là có chửi không? Bày chi cho giữ bắt ta xếp mệt à. Đó. À cái để chắc trải bàn đây. Đây cái đó, còn trải bàn nè. Trải bàn hồi đi qua treo. À. Đây là những cái tấm để treo. À những cái tấm treo rủ xuống treo xuống làm cái vách á, để cái vách nè. Đó. Rồi xong xô phải không? Đem về bỏ đóng. Bên kia ngồi xếp kìa. Quỡn quá ha, ngồi chơi nhà chòi hả? Cười thương không? Trong khi làm có nói chuyện không? Trong khi làm có nói chuyện không? Có chứ. Có chứ nói gì? Bây giờ trong khi làm nói chuyện gì? Phải không? Dạ. Ừ. Lộc này là dì Thảo mà trong ngay đó. Dạ. Vì con Việt Nam mới qua nên chưa có biết gì mấy. Thương không? Ừ. Sướng quá ha. Ừ. Trời được không sao. Có việc làm là tốt rồi. Anh Thảo bây giờ đâu có việc làm đâu, thất nghiệp đi vòng vòng không nè. Hay ha. Đâu đâu đưa đường tắm coi thử coi. Dạ yeah, đây nè đó. Cầm đi em. Thấy không? Vậy thôi em bước ra coi anh sắp cho coi. Rồi. Giờ sắp ha. Rồi. Ôi easy. Ngồi phải như mấy bà mới được ngồi gì nè. Đó, chuyện rất đơn giản. Đây là những cái tấm màn treo ở trên vách ha. Rồi bây giờ khi mà xong rồi đó, mà cái màn này màu này đó, ô trái phải đều được phải không? À, những cái màn này đó là theo cái yêu cầu của cái showroom nó muốn thì mình làm màu sắc đủ loại hết. Xong rồi đem về thì mình xếp lại, khi nào cần mình xài nữa, cái nào dơ thì giặt, chỉ có vậy thôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ngồi đi em. Cảm ơn nha. Dạ. Còn bên kia cũng vậy phải không? À, mấy đứa này ngồi chơi nhà chòi kìa, nó không làm kìa. Nè, cái tấm này màu xanh nè. Ha, màu khác nè. Hay quá. Như vậy trong này phải có mai, mai giá luôn, mai hết. Rồi. Đây, đó là mấy cái màn mà em hồi nãy em nói nè, ví dụ như là này là màu green nè. Ừ. Rồi cái bàn hồi nãy mình bắn nè. Nó bắn vòng vòng hết cái bàn đó. Ừ. Đó. Câu vào lại cái bàn. Đó, đó là em nói hồi nãy đó, cái bàn nãy đó. Dạ mình che lại đây nè, đó cái bàn này che lại ngoài nhìn thấy vậy đó. Nhưng mà cái kia là che cái bàn, còn này là che cái ấy nè. Đây thịt cái cổng nè. Em đẹp như cái cầu á. Có hết tất cả các màn. Dạ. Này là tất cả các ô mình cuốn lại như vậy đây. Đúng. Là từng cục gì nè. Hay quá. Gì ở đây mai luôn. Không mai thì mướn cái hãng nó mai thì mua. Mỗi miếng đó anh mua cả mười mấy đồng bạc miếng. Mà anh cho mướn có đồng bạc. Mai mười mấy đồng miếng. Cho mướn có đồng bạc nghe nói thấy thương hết sức không. Mai một miếng như vậy nghe.
tội nghiệp quá đông chủ ơi. Mai một miếng như vậy có mười mấy đồng bạc, tới mười mấy đồng bạc. Cho mướn có đồng bạc à, mà cho mướn mấy trăm lần á. Ừ, biết hết rồi. Ha! Nhưng mà không thấy cái sao. Nhưng mà khoan anh, tại sao mình trong cái chỗ hậu cứ mình rộng, mở luôn cái xưởng may luôn? Không, cái chuyện đó là nó không có được, chứ không phải là không được. Nhưng mà nhiều khi không phải là cái chuyên nghiệp của người mình. Thành thử là nhiều khi làm, nhiều khi nó bị dài bị ngắn. Còn cái này dù mình giao cho hãng may đó, bây giờ tôi cũng như là để một hồi, để một hồi anh mà anh chỉ cái đám màng mà anh mới may cả mấy ngàn miếng. Đấy, mình có thể mình đền nó được này nọ kia. Em hiểu ý rồi. Hay, cái này hay nha. Đây, nếu ai có làm thương mại học cái bài học này hay nè. Có những cái mình làm được, mình không làm mình giao người ta, khỏi mất công. Bởi vì những cái đó nếu mình làm, thợ mình làm hư, mình lỗ, mà phải tốn tiền công. Còn cái này đó tốn tiền thợ, còn cái này thợ người ta, sướng người ta, mình đặt làm hư người ta đền, sướng hơn. Cũng như bây giờ đó, những cái chỗ như bây giờ như giày đi, giày toàn thế giới, thì như không lẽ cả thế giới ngồi là nó xây mấy cái bút, làm sao ai đứng ra, nó mới mướn công ty, trả tiền rẻ, phải không? Việc nào của người đó. Cho nên đồng ý ở đây có thể mở được cái xưởng may để may những cái màn. Nhưng mà ở xưởng may kia họ chuyên nghiệp hơn, họ may đúng, họ sai họ phải đền. Mình chỉ cần ra lệnh tao muốn những cái đó, màu sắc đó, kỹ thuật vậy là người ta làm đúng. Không đúng người ta đền, sướng hơn là mình làm. Với lại trong khi làm này đủ giàu rồi, cần gì mở thêm cái xưởng may nữa. Hú hồn. Biết bao nhiêu công việc. Nó tính ra khoảng bao nhiêu công việc. Tính ra bao nhiêu công việc. Thì đây cũng là một công việc nè. Đúng rồi. Cái này là cái kết trùm. Trùm đâu? Không, trùm lên bàn á. À. Anh may cái xô dài đó. Ừ. Anh may gần 3.000 cái này. Mà cả 4 loại. Một cái bao nhiêu? Một cái là gần 40 đồng. 40 đồng mà 3.000 cái là 120 ngàn. Là luôn giải được hết luôn. Thấy không? Tạo công ăn việc làm, dịch vụ cho người ta. 3.000 cái. 3.000 cái này luôn giải luôn công, mỗi cái 40 đồng. Là mình giao người ta 120 ngàn, người ta giao mình 3.000 cái. Quá sức. Nói là nghe nói nội nội cái giải trải bàn thôi. Gì vậy? Cái giải trải bàn thôi phải tốn 120 ngàn. Đặt người ta mai 120 ngàn chỉ cho giải trải bàn. Đó, này là cái số dài mà anh về đó. Tất cả những loại, nhiều loại 92 in 315 in là cái màn chắn ngang này. Rồi nó có những cái loại khác, ví dụ như là cái loại này là cái loại, cái này là cái bàn 6 feet nè, cái skirt bàn 6 feet 324 nè. Là cái trùm á đó, đó. Trong đây tùy theo cái hợp đồng của từng show một, theo cái nhu cầu của nó đòi hỏi, nó muốn cái đó cái nhu cầu mình theo được rồi theo cái hợp đồng kia đó. Nhưng á, anh á, đặc biệt là anh không có trực tiếp làm show. Nhưng mà anh làm show qua cái trung gian của tất cả hãng show của toàn nước Mỹ. Ok, hiểu. Tại vì tánh dôi không hổ mặt người. Thà mình làm ăn ít đi xíu nhưng mà làm rất là nhiều hãng. Thì đó là cái công việc nhiều mình. Mà bây giờ cái thân mình đi ra, bây giờ anh nói thật với em, cái chủ show này là bạc tỷ không, chứ nó không có nói vấn đề mà bạc triệu ở đất Mỹ. Là những thằng chủ show ở Mỹ này đó là nếu trường hợp mình đi ra là nó giết mình ngay ngoái. Đúng. Tại sao mình thấy bây giờ không vô. Bây giờ từ cái chuyện của anh đó, em đặt trường hợp của em đi. Em có khả năng tổ chức cái show. Tại sao em không tổ chức? Đúng. Em chỉ đi làm MC. Bất cứ show nào tổ chức họ vẫn mời em làm MC được. Mà trong khi em đem tổ chức show, em giết em cái một liền. Vậy thôi. Có một cái vấn đề, nó có một cái điều ít ai mà biết cái sở trường và cái sở đoản. Nếu trường hợp anh bảo đảm em, tất cả những người nào mà nắm được cái sở trường của mình á, hầu như là trên 70%. Cũng như là cái vấn đề của em và anh đi. Tất cả mọi người đều nói tiếng Việt được. Em nói lưu loát, anh vẫn nói lưu loát được. Nhưng cái sở trường của em gặp những cái trở ngại trước mắt thì em quyền biến một cách rất là dễ dàng. Còn nếu trường hợp anh gặp trở ngại, anh khó khăn để anh quyền biến, đó là cái sở đoản của anh. Đó. Nếu trường hợp tất cả mọi người nắm được cái sở trường của mình thì hầu như là trên 70% đều thắng. Tại vì anh cũng như anh thích cái nghề này. Ở trên show có rất nhiều cái mà cái là cái ghế này anh phải mua. Nói tiếp. Thì đây này. Ngồi đây, ngồi đây. Để anh chỉ em cái này. Đó cũng như là cái trùm hồi nãy rồi trên cái bàn á. Rồi cái này. Rồi còn cái của mình cưa ra đó, anh thấy chưa? Đó.
mình cưa ra vậy, mình mới để cái xeo lên vậy. À, nó để dày. Rồi mình để dày. À. Đây nè, lấy rút ra, rút ra. Thế sao? Cây này để yep. Lên gô. Để lên gô. À. Rồi anh mua, rồi xỏ. Nè. Rồi cái anh xỏ vô đây thì mình để gài cái cây này lại. À. Nè, giờ lấy ra nè. Và lấy cái cây này. À, đúng là đầu óc của người Việt Nam. Đó, rồi đó, rồi, hay không? Đó, vậy thôi. Đây, Khang. Cái máy hồi nãy á, cưa đó là em phải cưa hết tất cả những cái cạnh okay, giác, dạ. Luôn cả cái khoét lỗ này luôn. Dạ. Thế thì, bây giờ nếu trường hợp mà mình làm tay không thể nào mà bớt vịt như vậy được. Dạ. Đó. Rồi còn cái này là cái đinh gô. Rồi anh ấy, tại sao mình nói chọt vô cái sung sướng quá. Mình lấy cái cây đinh mình chọt vô thì nó quá dở. Thay vì nếu mình làm cái cây này đó thì lại tốn công, ừ. Mất công nữa. Ở đây là cái cây để cắm xuống để cái trái golf mà Việt Nam mình là trái gôn đó, để cái trái golf lên đằng mình quánh bắt cái văng đi, thì ông mới nghĩ đầu óc thì ông này quá sức tưởng tượng luôn à, thọt lũng lỗ tai đi mua cái cây này về gắn vô. À dạ đó, thọt cái cây này vô cái lỗ. Rồi cái màn hồi nãy đó, em thấy màn à, cái màn treo nè. Không, cái màn hồi nãy là anh đóng đó, còn cái màn đằng kia lại khác. Nó muốn nhiều màu. Cái màn này là đặc biệt riêng cho cái su su. À. Cái nhu cầu nó muốn vậy. Su là dài đó. Dài đó. Cái nhu cầu nó muốn tao muốn vậy. Thì mình làm được ok, hợp đồng như thế. Và em muốn hỏi mấy cái ghế này. Cái ghế đó mình mua. Mua để làm gì? Trong tất cả những cái sợi bên đét của nó đó. Cái chỗ mà nó ngồi mà để nó order hay là có những cái bút nó rất là sang trọng, nó muốn những cái ghế kiểu này. Dạ. Yeah. Mình cho nó mướn vậy thôi. Up and down. Dạ. Rồi mình mua rồi mình cho nó mướn. Thí dụ bây giờ giống như em muốn mướn cái ghế này ở bên Cali, anh gửi qua không? Không. Nếu mà họ mà cái nhu cầu đủ ấy thì cứ gửi thôi. Đúng vậy. Chứ thật sự bây giờ ghế này em muốn ở bên Cali em mua vẫn có. Trừ trường hợp mà mình làm nhiều rồi cái này. Dạ. Ủa trời. Cái khoan cái này là để cái treo là cái thì tất cả mà treo lên đồ. À, ở bên ngoài mình thấy mấy thùng xanh đó là những cái trailer này. Mình đút cái đít vô đây, đồ mình lốt vô để mình kéo đi. Như vậy mình phải xe truck mình chở đi kéo đi rồi. Đồ của mình không? Chết cho đi là bao nhiêu xe truck? Không tùy theo nhu cầu. Trung bình đây thí dụ cái nhu cầu một lần đi cỡ khoảng bao nhiêu xe truck? Ví dụ như là cái su su vừa rồi là gần 10 xe truck này. Úi cha. Đó, thế là mình phải làm. Như vậy những cái đầu nào những cái xe truck này là của mình hết. Của mình hết, cái đầu cũng kể cả đầu xe truck của mình luôn. Cái đầu làm túi đầy đẳng rồi. Dạ. Yeah. Anh phải có 14 đầu không thôi mướn thêm. Dạ. Yeah. Một cái đầu xe truck bây giờ cũng là bạc. Trăm ngàn. Trên 100 ngàn. Như vậy công ty này đó là phải có tối thiểu là 4 cái đầu xe truck coi. Mỗi cái đầu xe truck trên 100 ngàn. Đầu xe truck là gì? Là cái chiếc xe truck nó chỉ có cái đầu máy thôi, rồi muốn kéo cái thùng là cứ gắn cái thùng vô để mà chạy, thì ở đây là bốn cái đầu máy, mà có khi một cái show như vậy cần tới 10 cái trailer thế này thì phải mướn thêm ở ngoài những cái đầu xe truck về và mướn tài xế chạy, thấy không? Di chuyển nó giống như đi hành quân vậy đó, lốt đồ lên chạy tới nơi đem đồ xuống rồi bắt đầu gắn ráp nối. Và tất cả những đồ này phải vẽ đàng hoàng, cắt ráp đàng hoàng hết, chỉ cần chở tới nơi là ráp thôi. Vì cái thời gian ráp nó rất nhanh, rất ngắn, chứ không có cho mình cả tháng trời đâu, không có. Có khi một ngày, có khi hai ngày hết rồi. Cái hay là phải chuẩn bị làm sao, sắp xếp tổ chức làm sao, đem xuống gắn đâu ra đó. Cả một cái tổ chức, là một nghệ thuật tổ chức trong này. Dữ quá. Cái đề tài này quá sức tưởng tượng luôn. Đi lên nhân phòng. Hình như hai cái đít diêu giống nhau quá đi. Office entrance. Nhân viên người làm việc ở đây có cả Mỹ hết chứ không phải là chỉ Việt Nam. Tại vì liên lạc với tất cả các công ty trên thế giới mà. Yeah. Bây giờ phương này ai đây? Này đó. Anh Thanh nè. Đồng ý. Còn ông cái bên. Đừng nói em không biết nha. Bắt bãi Diễn Châu mày.
Bác Bảy Diễn Châu. Đây. Con này là bác tư của anh. Hồi xưa là chủ hàng gì? Việt Hải Thứ Hải. Hàng gì gì? Việt Hải Thứ Hải. À. Tên gì tên gì? Quỳnh Nhân Dài. Nhưng mà ông lấy tên là Việt Hải Thứ Hải. Ông giờ này ông 94 tuổi còn sống. Trời, hạng dĩ Việt Hải, còn đây là bác Bảy Diễn Châu. Còn đây là bác Thanh của hạng. Nè, nghệ sĩ ưu tú Sơn Gia Diễn Châu gắn bó bền bỉ sinh hoạt cải lương. Hay quá. Đó là năm 68 của thằng anh mẹ. Thằng thị thủ. Anh Thanh đó hả? À, ở bên Việt Nam 1968. Đi lính, ngày đầu tiên đi lính. Rồi còn này là ngày đầu tiên chết người, giết đời trai. 1971. Nghe chưa? Ngày đầu tiên giết chết đời trai, 1971 ngày cưới vợ mà nói là ngày đầu tiên giết chết đời trai. Tôi diễn dễ sợ không? Đang tăng vòng hồ tỷ. Còn này. À? Cái đó là hồi vụ nhỏ đó. Cái gì? Đó anh á. Nhưng mà hồi nhỏ xíu mà vụ gì? Này hai hình ghép lại. À. Còn không biết trong này không? Biết. Đồng tăng vòng biết. Cái này. Wow. Quá. Rồi nè, cũng như thằng ác. Ví dụ như là cái show này. Cái show này thì tại ở lên pha bữa hai mấy tay. Trong vòng một đêm là anh phải chấm dứt hết tất cả mà mấy cái màu đó. Trong vòng đêm. Còn cái show này là... Không, từ từ anh, để xuống đi để cho em nói lấy hình lại đàng hoàng. Còn cái show này là ở dưới mua là cũng là trong vòng một đêm phải chấm dứt hết nè. Là tất cả thảm màu đỏ là anh phải trải hết luôn trong vòng một đêm. Là phụ trách phần trải thảm thôi? Không, tùy theo hợp đồng. À. Cái hợp đồng này là mình lãnh thảm thôi. Còn có những hợp đồng mình làm mà nguyên show. Dạ. Coi như cái hợp đồng này anh vừa nói là ở đâu? Này ở New Orleans. Đây là cái hợp đồng ở New Orleans mà những cái phần màu đỏ là trải thảm đỏ đó. Mình phụ trách phần trải thảm đỏ mà toàn bộ trong vòng chỉ một đêm. Okay. Như vậy cái bản vẽ này khi mà gửi đến cho mình đó, mình phải theo cái bản vẽ mình nghiên cứu. Đúng. Là cái thảm này màu đỏ, đỏ gì, và nó cần phải bao nhiêu thảm, chiều tất cả đó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cắt như thế nào, tất cả phải sẵn sàng hết. Để đến khi tới nơi rồi là thả xuống thôi. Rồi chừng nào mà có thêm nhân vị rồi mình làm thêm, coi như trim nó lại thôi. Wow, đúng, một đêm nha. Đây là bữa chủ nhật ở bên Houston. Dạ. Đó là ở bên Houston. Nó ở Spring Convention, Hardware Spring Convention. Ngày chủ nhật 24-26. Tháng 2. Tức là mình trải ngày chủ nhật là 23 tây, ngày 24 tây show mở cửa. Như vậy show là 24 tới 26. 24-26. Mình chỉ có một ngày 23 một để đêm, làm thôi. Một đêm chứ không có được một ngày nha. Một đêm là phải chấm dứt á. Trời đất ơi trời. Đó thấy chưa? Chỉ một đêm thôi chứ không phải một ngày nữa, phải hoàn tất. Còn cái này á là ở trên Indiana. Ở Indiana. Trong một ngày á mình phải chấm dứt hết tất cả là những cái màu này. Rồi á qua đó là bữa 21 tây. 21 tây, rồi qua bữa 24 tây mình phải hoành lại cái show đó, mình trải hết tất cả thảm này. Rồi, đã cố cái show này. Đó. Nói chung là khi mà order đó nó gửi cho mình bản vẽ này. Bà nhớ kỹ nghe, đây là bản vẽ tổng quát thôi. Ở mỗi một cái nhỏ này đó đều nó có chi tiết ra cho mình hết. Để mình làm đến. Nhớ nghe, từ giờ nghe nói hầu như một đêm mà. Là tại vì bữa trước nó làm, rồi bữa sau nó làm, mình chỉ có cái đêm đó để làm thôi. Bây giờ muốn đêm đó làm sao? Tất cả phải chuẩn bị sẵn hết, chỉ xuống là xong rồi là rút liền. Ê, đi ra nghe. Trải xong đi ra, không được ở lại. Tới giờ người ta vô mình đâu được ở lại. Cho nên, đó bởi vì cho thấy cái cách làm việc nó giờ giấc. Cho nên Việt Thảo nói hoài, cái sự thành công của đời người nó gắn liền với giờ giấc. Khi mà tôi gặp một người mà tôi thấy cái người đó cái giờ giấc không có chính xác, là tôi đã đánh giá được về cái tư cách làm việc hay là cái cuộc sống người đó như thế nào. Đối với một người mà tôn trọng cái giờ giấc, đúng giờ, đúng giấc, nó khác với cái người để giờ giấc kệ bà nó như thế nào cũng được. Bây giờ đối với cái công việc này mà giờ giấc mình nói, thí dụ bây giờ nó cho mình là 8 giờ đêm đó, là bắt đầu vô làm, hay là 9 giờ đêm, làm tới sáng hôm sau 7 giờ sáng phải giao lại. Mình nói 8 giờ đêm phải không, rồi vô tới 12 giờ mới tới, làm sao kịp giờ. Cho nên chính cái công việc nó bắt mình phải đúng giờ. Và từ cái con người đúng giờ, nó thể hiện được cái sự tư cách và cái khả năng làm việc của mình nữa. Cho nên đối với Việt Thảo, ngay con cái cũng vậy. Tôi thường hay nói các con rằng ba không cần các con điều gì cả, chỉ cần buổi sáng con đi học mấy giờ,
các con organize lại, tổ chức lại, sắp xếp giờ nào con thức, giờ nào súc miệng, giờ nào ăn sáng, giờ nào ra xe. Chứ không phải thí dụ có ba nhà, cái ba ra ngồi đề máy xe chờ các con hoài. Một chút cái con chạy ra con kiếm đôi giày, một chút chạy ra cái kiếm cái áo, rồi cái lên, trời ơi trễ rồi ba ơi đi lẹ. Đó, đây là tôi không phải nói với con tôi mà tôi nói chung trong cái đời sống cũng vậy. Tại sao mỗi một cái show Việt Thảo nói, ok we do on time, tức là đúng giờ phải khai mạc. Thậm chí ban tổ chức còn kêu anh Việt Thảo ơi chậm chậm lại nửa tiếng. Thấy không? Nó có, đó là cái gì? Ý tôi muốn nói là ngay cả trong cái việc đi học của con cái hay việc làm cũng vậy. Tôn trọng cái giờ giấc. Nếu ai cũng đúng giờ, đúng giấc hết thì cái xã hội này là một sự thay đổi lớn. Thấy không? Công việc này cho thấy phải đúng giờ, không đúng không được. Cũng như là hai cái mà hai cái show này là anh lãnh nguyên show này. Ừ. Này cái bản đồ nhỏ mình không thấy. Cái này là cái show bát ở bên Tân Nhất. Cái show bát ở bên Birmingham. Anh làm nguyên show hết. Tức là nguyên khoảng đất trống này. Vô lên á, mình phải mạc lo. Mình mạc hết tất cả, mình chia bút ra. Mỗi bút 10, 10, 20 hay là 20, 20 hay là 30, 60 gì đó mình chia ra hết. Rồi trong cái này á, nó order thảm màu gì. Mình phải trải vô hết tất cả. Rồi trong cái bút này á, nó order thảm trong xuôi rồi nó order bàn ghế này nọ kia, mình phải bỏ vô hết tất cả. Rồi khách hàng nó mới vô, nó mới chưng đồ của nó lên để rồi triển lãm. Đó. Cái này là cái show bát, cái show, thấy không? Cái show cá. Từ cái này nè, mình muốn nói là học thêm cái phong cách làm việc nè. Người ta làm là trên giấy trắng mực đen. Chứ không phải Việt Nam mình làm. Đấy. Tôi muốn vậy rồi vô làm cái trời sao kỳ với sữa. Không có. Mình muốn cái gì mình phải ghi ra đàng hoàng hết, người ta căn cứ đó làm. Còn Việt Nam không có lợi đâu. Anh ơi, lợi sữa tôi làm này Pacho ha. Ờ tôi muốn cái mái che ha. Ở đây có hai cây cột chỉ ha, ngồi mình làm gì rồi xong làm. Ông kia cái ông thợ ông nghe vậy cũng vô làm. Ông làm thử với ổng. Lỡ trời sao tôi nói hai cây cột mà ông làm đúng hai cây cột sao nhỏ không phải làm cái cột lớn sữa. Bởi vậy cho nên làm việc cái gì cũng phải rõ ràng. Ngay cả ví dụ vấn đề tôi nói MC đám cưới cũng vậy. Có nhiều người mời Việt Thảo làm MC đám cưới. Được. Họ không nói. Cho tới ngày đến nơi làm đám cưới vô cái bắt đầu kêu nhóm họ. Rồi bắt đầu cãi. Tôi muốn giới thiệu ông bà cha mẹ ra trước rồi mới giới thiệu cô dâu. Nói giả được. Cái người cậu nói không. Giới thiệu cô dâu chú rể trước rồi mới giới thiệu ông bà. Để tụi nó đứng chứ bắt ông bà chờ sao. Hai bên cãi lộn. Mình ngồi mình coi. Tại sao khi mời Việt Thảo đến làm MC trước không giao kèo đi. À, ghi ra giấy luôn. Giới thiệu ông bà cha mẹ trước. Hay là giới thiệu cô dâu chú rể trước. Sau đó là phần cắt bánh hay là chào bàn hay là cái gì. Nói rõ đi, không có. Đó kiểu cách làm việc vậy. Cho nên đến nơi ngồi nghe cãi lộn không có đủ chết rồi. Có tin rằng trong cái buổi nhóm họ hai bên quánh lộn không? Vì cái chuyện giới thiệu ba má trước hay là cô dâu trước. Cho nên nói chơi mà thiệt, nói thiệt mà chơi. Qua một cái cách làm việc như thế này để mình thấy ở đâu trách nhiệm đó. Muốn làm cũng vậy. Người ta muốn làm cái gì người ta vẽ cái bản vẽ đàng hoàng. Đưa qua đây, căn cứ vào bản vẽ đó làm. Nữa nếu mà nó complain, nó nói, ê, sao mà tôi muốn làm gì, quý vị làm sai. Đưa cái bản vẽ ra, ê, mày kêu làm gì, tao làm đúng như vậy, khỏi cãi. Nhá. Hay quá anh. Hay quá. Mình đâu có làm sai được, nó muốn mà. Mà nếu có sai đi chăng nữa, tại vì nó vẽ bản vẽ sai, chịu thôi. Tại vì trong đây nói thẳng là cái uy tín nó nặng hơn. Chính em cũng thấy rằng cái show mà kỳ anh dẫn em cái show hộp xoài, cái show đồ cổ trên Baltimore. Dạ. Người ta muốn trong vòng 24 tiếng mới chấm dứt hết tất cả war này nọ kia để khách hàng vô. Anh phải làm bất cứ hình thức nào, anh chấm dứt vậy thôi. Ừ. Anh có thu hình bữa đó là cái phần nào không? Trời ơi, anh tràn ra này hãy đâu có thấy đâu hết. Uổng quá, hôm đó Việt Thảo có đến nơi, thấy anh em làm thấy thương lắm. Đèn sáng rực hết, mà nhớ kiện ai cũng đều cái pass. Không cái pass. Dạ, nếu không có cái đó không vô được. Chính Việt Thảo đến anh phải ra trao hai cái pass để mà đi vào. Có người chở vô chứ không phải tự động vô được. Đây là cái pass mà của đi vô trong cái công viên center. Mà nếu hợp với cái người nào có, như thí dụ như anh ấy thì có hình không thành vấn đề. Còn những người nào thí dụ như em, mà em muốn vô trong những cái công viên center ấy, bắt buộc em phải có mà những cái này. Rồi anh đưa em mới được quyền vô đó. Đúng. Để mình nó cấm cái vấn đề này. Mà trong khi làm á, là cũng có những người security canh gác, nhưng không phải canh gác mấy ông này. Canh gác ở ngoài cổng sợ người ngoài đi vô. Còn trong này những người này là họ đã vào làm việc ở trong không cần canh. Mà bữa đó vô mới, đây là cái kinh nghiệm nè, mà cái này có anh Thanh làm chính. Đồ để đó đó, có cái bạc 100 ngàn. 4 ngàn có, 3 ngàn có, 150 có. 100 ngàn, 200 ngàn cũng có, đồ để đầy hết, trưng bày sẵn rồi. Thì mới còn trải thảm nữa là ngày mai người ta vô rồi. Nếu hôm đó mà tôi vô đó, tôi chỉ cần đi ngang, tôi thò, tôi lấy một món, tôi bỏ túi thôi. Là ông này có chuyện rồi. Nhưng mà em quên một điều rằng á, cái camera làm hết tất cả cái cụ đó. Em đâu có quên anh, em biết thì em mới không lấy đó chứ.
không có ý muốn nói thêm. Thành thử rằng á, ở trong cái công việc của anh đang làm gần 20 năm nay, cái điều tối kỵ nhất của anh á, anh nói với tất cả mà mấy đứa cháu, tụi con á, lần đầu tiên vô show, tụi con thấy những cái món đồ này nọ kia, tụi con đừng nghĩ rằng tụi con thò tay bóc cái người ta không thấy, người ta sẽ thấy. Nhưng á, lúc đó người ta không biết rằng này là thằng Hùng hay là thằng Hải, nhưng mà người ta sẽ nói rằng đó là người Việt Nam. Yes. Đó là cái người Việt Nam. Yeah. Mà cái người Việt Nam ăn cắp á, thì chắc là nó rất là nhục nhã đất Mỹ này. Là chú không muốn tụi con lấy bất cứ một món đồ gì giấu rằng người ta bỏ, giấu rằng người ta dục thùng rác. Cứ việc để cho người ta dục thùng rác, không cầm bất cứ một món hàng gì đi ra khỏi show. Đó là cái luật sẵn ngăn ngọt của anh. Tại vì cái công việc của mình hiện giờ đang làm, hiện giờ không còn trong cái lĩnh vực ở trong cái sông Việt Nam mình nữa, mà làm chung cho toàn thế giới rồi. Là thấy rằng người ta nhìn cái người Việt Nam, người ta cái lũ Việt Nam đó là như thế đó, cái lũ Việt Nam đó là như thế này, rồi các con nghĩ như thế nào khi con nghe được những cái câu đó về vấn đề cái dân tộc tộc tính mình. Thành thế đó là cái chuyện mà anh rất là đại hằng kỵ trong công việc làm của anh ở hiện tại. Những cái lời nói của em rất là cảm ơn, nghiệp của anh đó em rất là cảm ơn. Em nhớ tới cái chuyện chẳng hạn như hãng máy bay, thì những cái chỗ dưới ghế ngồi là những cái phao cấp cứu, lỡ emergency máy bay bị rớt hay xuống biển thì mình dùng ở đó. Rồi tới chừng máy bay bay kiểm lại ăn cắp hết để về làm cái phao đi đánh cá, chịu nổi không? Rồi điều này đó, để mình nói thêm một cái rất quan trọng ở bên Mỹ đó, đừng có tưởng ăn cắp một cục kẹo là yên đâu. Trong supermarket, trong siêu thị nha, em bé không biết lấy một cục kẹo nha, nếu mà bắt được cha mẹ chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà cái tuổi teenage thôi bắt đó, nó vô record là coi như mình ăn cắp đồ. Cái chuyện ăn cắp dù là món đồ nhỏ cái nào ở trong siêu thị là cả một cái trouble, cả một cái tương lai nó gắn liền, nó gắn suốt cuộc đời mình mang cái tội ăn cắp đó. Cho nên sẵn đây cũng nói luôn, đây là chuyện lớn, đây là chuyện lớn, nó là cái sĩ diện, cái bề mặt, cái bộ mặt của cả một công ty, đó là nhỏ thôi, của cả một dân tộc người Việt. Còn cái chuyện ở trong siêu thị mà ăn cắp, còn ở trong siêu thị mà ăn cắp, nó sẽ gắn liền với mình cả cuộc đời. Cho nên qua đây cũng vậy. Có nhiều người ở các nước tới nước Mỹ đi vô ngủ trong hotel, thì thấy khăn trắng đẹp quá, cũng lấy cất một cái. Bởi vì nó để tới 4-5 cái khăn tắm mà. 4-5 cái khăn lau mặt, khăn lớn nhỏ cá. Thôi bây giờ mình lấy cái nhỏ đâu có sao, để mình đi qua chỗ khác, mình lau mặt, lấy cất, có sao. Nếu mà nó biết được nó chạc vô kể chạc, nó đền tiền. Hoặc không thôi nó chửi mình, chửi sau lưng. Rồi có người đó vô trong cái bar, cái rượu của người ta lấy hết bỏ trong đem đi. Và thậm chí cái gối của người ta trên giường, thôi để tao lấy mang theo lên xe tao dựa lưng ngủ cho nó sướng. Không được, nó đều mang vào cái tội ăn cắp hết. Cho nên một cái công ty lớn, qua cái lời anh Thanh nói, Thảo vừa rồi nói cái chuyện nhỏ, thì đây mình tới kết luận nhỏ thôi. Đến công ty lần này không phải để quảng cáo cho công ty như mọi người đã thấy, nhưng để thấy được cái sự thành công của công ty. Công ty đến giờ phút này vẫn còn đứng vững được là vì tất cả nhân viên của anh Thanh làm việc rất là tiêu chuẩn và đàng hoàng. Trong vấn đề đó, phải nói thẳng ra là tụi này không quan niệm tụi này là một người chủ. Nhưng mà tụi này quan niệm chú là một người chú của tụi con. Cố gắng tìm tất cả rất nhiều công việc về để chú cháu mình có công việc hàng ngày để mà sống ở trên đất Mỹ. Chứ không phải là riêng là tụi con đừng nghĩ là chú là chủ này nọ kia. Lắm lúc đó, thật sự Thảo, 1-2 giờ về sáng anh còn phải đi lượm rác mà. Mình thấy đó là cái chuyện bình thường đó. Thế coi như là tất cả hợp lại với nhau để tìm cái sự sống ở trong đất Mỹ. Chứ không phải là mình cái nhu cầu sống của mình như thế này, thế nọ, thế kia. Mà cái nhu cầu sống này là nhu cầu sống của tập thể nguyên một cái khối gia đình của mình. Hợp lại với nhau để rồi sống. Đúng không? Như là giờ nói ở đây thì là 23 tay phải đi Justinville ở cái home show đó, là anh phải dọn hết tất cả đồ đạc, bàn ghế này nọ kia, tao order đem chở xuống dưới đó, rồi cho từ nhỏ xuống đó dựng mà nguyên cái home show giờ giấc đó. Ok. Vào ngày thứ hai 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều move in, tức là cho vào 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thời gian đó chỉ có 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, không có đủ 12 tiếng nữa. Nếu 8 giờ sáng tới 8 giờ tối á, là mới 12 tiếng, nó mới có 9 tiếng à. Chỉ cho 9 tiếng để mà vào làm thôi. Trời đất ơi. Để chi? 9, 11 giờ sáng người ta mở cửa.
Thì có em có cái hợp đồng. Rồi ngày thứ 6 8 giờ sáng, 11 giờ sáng cleaning carpet, 11 giờ sáng 9 giờ chiều mở cửa. Rồi 7 giờ sáng, 10 giờ sáng clean carpet, 10 giờ sáng. Đó là trong lúc mà show. Yes, yes. Rồi đây nè. Bây giờ tới breakdown nha. À, ngày chủ nhật 7 giờ sáng, 10 giờ sáng là cleaning carpet để cho show mở cửa 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Từ 6 giờ chiều 10 giờ đêm 11 giờ đêm, 5 tiếng đồng hồ breakdown. Và 8 giờ sáng hôm sau 5 giờ chiều clear, không có gì hết. Thứ ba travel đi về. Dạ. Ở Jacksonville ở Florida. Dạ. Đó là những hợp đồng của anh. Nó là như vậy. Ví dụ bây giờ nó chuyển qua đây, xong xuôi rồi nó sẽ chuyển nguyên một cái list mà để mà nó order đồ mình, thảm bàn ghế này nọ kia cái nó chuyển qua. Rồi bộ phận mình ở đây mình phải đứng mà để mà ông đọc diễn văn mà sau khi bế mạc á, là có một hình của cái ông đó cũng giống y như ông Bush, tức là một người thiệt, một người thiệt, 6-7 cái camera đứng quay. Ừ. Rồi cái phong phía sau mình phải sửa mà như thế nào để cho tấm hình rất là đẹp, gần 4 tiếng đồng hồ. Cả hả? Gần 4 tiếng đồng hồ sửa. Tức là cái ông tổng thống giả đó. Ừ. Làm hình dạng y hệt như ông Bush. À, thì cũng là người thật nhưng mà đúng, tướng tá cũng ghê bằng vậy đó. Yeah. Rồi đứng rồi cũng nói chuyện rồi 6-7 cái camera chung quanh để mà người quay lại ổng. Rồi cái nguyên một cái phong cảnh phía sau mình sửa mình chỉnh mình như thế nào mà để cho tất cả mọi người đều đã đồng ý. Ờ à, vậy là tốt. Là lúc đó ông Bush mới vô quay thiệt. Đúng. 4 tiếng một. Ừ. Anh thấy là nghe. Mà nếu những chỗ đó anh vô đó, về vấn đề an ninh nó có khó khăn không, trở ngại không? Tất cả tụi anh đều có cái thẻ G8 hết. Ừ. Thật sự là chính thằng FBI nó lấy làm lạ rằng có một lũ Việt Nam khoảng gần chục thằng có bản G8 vô thì nó phải cho vô thôi. Tại vì đó là cái bản riêng của cơ quan kia, nó chuyển về mình chuyển tên tuổi với hình ảnh, nó làm cái thẻ cho mình để mình được quyền vô đó ra. Anh thì sao anh đừng đi 10 người. Ừ. Anh đi 8 người thôi, nó cho 8 nguyên thủ quốc gia. Chưa hết nữa, có một cái câu mà kêu là rất là buồn cười. Cái thằng nhỏ nó chú ơi chú, cái này G9 chứ đâu phải G8. Có G9, có đám Việt Nam nữa chú. Bây giờ cho thế này, qua suốt một thời gian cũng khá dài đến thăm anh Thanh. Đương nhiên, mục đích là để mời anh đến tham dự cái lễ Phật Ngọc nha. Nhưng mà cái mục đích của em là để giới thiệu cho người Việt Nam khắp nơi được mở rộng thêm cái sự hiểu biết của mình về những cái sinh hoạt của người Việt Nam khắp thế giới, trong đó cái công ty của anh. Mà chính em lần đầu tiên em cũng hết sức ngỡ ngàng. Nhá. Ngay cả ngày hôm nay em cũng biết thêm được cái nhiều cái mà em chưa từng biết. Ngay cả cái tâm tình của anh ở chỗ là dặn con cháu của mình, những người đi làm đáng con cháu, đừng bao giờ dù một cái vật dục trong thùng rác cũng không lộn. Cái việc của mình đến trải thảm, đến gắn sườn là làm. Cái chuyện đi lộn đồ thùng rác không có liên quan. Thì tại sao mình phải làm? Cái đó ý nghĩa sâu sắc lắm. Bây giờ đó, nói chung trong suốt cái một quá trình dài anh làm công ty này, đến vào những nơi kêu bằng an ninh một cách tuyệt đối, đến những cái chỗ làm thật lớn, tiếp xúc với người ngoại quốc nhiều, trong cái công việc mà anh phải coi cả hàng trăm nhân viên dưới tay, mà tổng hợp của một sự kiến trúc nghệ thuật in ấn đủ loại hết để làm nên, có cái kinh nghiệm gì truyền lại cho hậu bối, cho anh em, cho bạn bè, để người Việt Nam mình qua đó có một kiến thức tổng quát, để khi va chạm vào thực tế trong đời sống, trong công việc, họ qua cái kinh nghiệm mình mà họ không cần phải học kinh nghiệm ở bản thân họ. Nó có một vấn đề như thế này nè, chị Thảo, cũng như anh nói hồi nãy, tất cả mọi người á không thấy rõ cái sở trường của mình. Tại vì cái sở trường và cái sở đoản nó gần giống với nhau. Nhưng mà cái sở trường là gì? Cái sở trường là gì? Những công việc của mình thích thú để mình làm, nhưng gặp trở ngại mình quyền quý một cách rất là dễ dàng. Còn những cái chuyện, cái sở đoản là mình làm vẫn được giống như là cái sở trường, nhưng mà gặp cái trở ngại mình không quyền quý được. Thí dụ như là tiếng nói Việt Nam. Giống như sở trường của em là MC nè. Anh cũng nói được, em cũng nói được. Nhưng á, cái sở trường của em là MC. Bắt anh làm MC chứ chắc gì anh làm được, nhưng mà làm không ngay, không ngon. À, đúng đó. Rồi. Thành thử rằng á, anh chỉ có một lời khuyên rất là thiết thực rằng á, cố gắng nắm được cái sở trường của mình. Hầu như là 60-70% đều thành công ở nước Mỹ. Và đất Mỹ này á, nó rất đại ngộ. Tất cả những người nào cố gắng, trước hết mình tận nhân lực trước rồi đã.
mình tận hết cái nhân lực mình trước đã, cuối cùng rồi tri thiên mạng. Và anh cũng nói thẳng, ngày hôm nay anh đứng đây với em là cái sự may mắn đến với anh rất là nhiều, ơn trên phù hộ anh rất là nhiều để anh có được ngày hôm nay. Em cảm ơn anh. À, nói sơ trường sơ đoạn cái này nói vui thôi. Tôi nói thí dụ bây giờ một người á, nói chuyện bình thường, đi bán sách thì giải thích người ta ở sách này nó hay, nó dở đủ thứ hết để bán. Người cà lâm dùng cái sở trường của mình là gì? Cà lâm bán sách còn hơn cái người không cà lâm. Lại cầm cuốn sách bán, cà lâm sao nói? Cà lâm sao nói? Thành ra lợi cái nói mà bán được. Hỏi mua sách không? Người kia nói không. Nói nếu mà anh không mua đó, em muốn nói sách sách này hay lắm, để em đọc cho anh nghe. Ông kia tôi bán cho tao mẹ cho luôn, mày đọc rồi tới giờ mới hết cuốn sách. Nói chơi cho vui. Nhưng mà phải cảm ơn anh Thành rất nhiều nha. Hai đứa con của anh, bây giờ mấy đứa, hai đứa phải không? Hai đứa. Rồi, mọi chuyện bà xã. Bà xã thì hồi xưa đó tụi này làm cái hãng GS, là cái hãng cũng là cái trade show, cũng như là cái hãng Mỹ, của hãng Mỹ. Rồi bà xã với tụi này đang làm, rồi tụi này mới ra riêng để mà làm ra cái business riêng của mình. Thì tụi này cũng có nói bên đó, nếu là cần thì mình rút bà xã ra. Bây giờ mày đi thì tao đã khổ, bây giờ tao để mà bà xã làm đó. Bây giờ bà xã làm đó cũng gần 20 năm nay. Nhưng mà vẫn làm hai bên à? Không, bà xã làm kia thôi à. Vẫn làm cái trade show này à. Nhưng mà thuộc hãng của Mỹ à. Nhưng mà gia đình vẫn còn gia đình chung. Nói chung đó. Trời, hú hồn, tôi tưởng giao bên kia cái bà không có về không được à. Tức là vẫn làm bên hãng, hay quá. Có dám được điều đó hay không? Tôi chuyện mới đang nói thôi à. Cái câu đó phải hỏi ai ạ? Anh. Có dám làm được những điều đó không? Cảm ơn anh Thành rất nhiều, thương quá.